Hello mọi người. Dạ. Để anh nhìn lại xem nào. Mình cũng không phải là cái người mà dùng cái này vẫn chưa chưa thực sự thạo, bởi vì là bây giờ phải phải sử dụng nhiều cái màn hình, vừa là slide cái này mà vừa phải có những cái tập tài liệu, có những cái trang web có thứ này nọ, cũng chưa thực sự là quen cả cái hệ thống như này. Sắp bắt đầu bóng đá chưa? Tiếp nhé, là cảm ơn mọi người, chúng ta lại gặp lại nhau thứ bảy. Mặc dù ngày hôm nay thì là thực ra là cũng có những cái sự kiện nào khác, nhưng mà do thực ra là cũng có một số người thì cũng muốn là đổi sang vào tối ngày mai, thế nhưng mà cũng đã cố gắng, có một cái nhóm là cố gắng giữ cái lịch vào ngày thứ bảy này, cho nên là tôi cũng tiếp tục là giữ cái lịch, mặc dụ có thể hơi trục trặc một chút, hơi vắng một chút, hay là cũng ảnh hưởng một chút, nhưng mà cũng cố gắng là mình cứ triển khai thôi. Ở đây nhé, thì có cái phần share chia sẻ ấy. Thế thì các bạn cũng có thể là lấy cái phần này của mình và liên hệ lại với cả Hương hoặc là như nào đó ở trên này để mà lấy cái phần những cái slide hay những chương trình này. Thì chắc là chờ một chút nữa thì các bạn khác vào dự. Cũng nói thêm, tức là đây lại là buổi thứ tư. Thực ra là có một cái buổi đầu mà chúng tôi tổ chức ấy, thì cũng không chính thức lắm, tức là do cái dịch bệnh cách ly nó như thế này, cho nên là cách đây một tháng thì mình cũng cảm thấy rằng là thử đứng ra tổ chức một cái talk xem là như thế nào. Thực ra cũng không phải là chuyên nghiệp lắm, thế nhưng mà cũng thấy ổn 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 thì chúng ta cũng thử là phát triển theo cái hướng như này. Bản thân tôi thì nghĩ thế này. Thứ nhất là ở Việt Nam thì rất nhiều cái sự kiện về mặt kinh doanh chẳng hạn này, các cái talk về mặt kinh doanh rất là hữu ích, nhất là trong cái bối cảnh dịch bệnh như này. Thứ hai nữa, những cái talk như chị Phương Hằng ấy chẳng hạn là rất là nổi tiếng, là như vậy. Nhưng mà có một cái điều mà bản thân chúng tôi từ Omega rồi cộng đồng sách tinh hoa và bản thân tôi nghiên cứu á, thì rất là muốn đóng góp những cái phần mà tri thức có chiều sâu, rồi thông qua đó muốn phần nào đó đóng góp vào cái sự phát triển của cái tầng lớp tinh hoa, mình tạm gọi là như vậy đi, cái này nó hơi nghe hơi cao siêu, nhưng mà cũng dần dần phải hình thành ra được một cái tầng lớp như vậy ở Việt Nam. Tôi cũng muốn rằng là tri thức nó sẽ phải được chia sẻ, tri thức mà nó giống như cái ao, giống như dòng nước ấy, nếu mà nó cứ đóng ở trong nước cái ao tù ấy thì rất là thì trôi cũng sẽ rồi cũng sẽ mục, rồi thì cũng sẽ đục, và rồi cũng không tốt. Cho nên dòng nước nó phải chảy, nó phải được trao đổi. Thì các tri thức này rất ít khi ở Việt Nam, thì rất ít, là kể cả những cái sự kiện như vào những lúc bình thường ấy, chúng ta cũng rất ít khi mà tổ chức được những sự kiện. Mà rồi những cái sự kiện như vậy ấy, thì việc tổ chức nó cũng khó khăn lắm, đi lại nó cũng tắc đường kẹt xe, rồi thì ở Hà Nội tổ chức, rồi ở Sài Gòn thì khó dự, tóm lại là rất nhiều cái lý do. Cho nên tôi đặt ra một cái mục tiêu với các bạn ở Omega, với các bạn ở ABG, một số bạn giúp tôi ấy, là mình cứ thử nghiệm là tổ chức trong tháng 9 này. Nếu mà ổn thì chúng tôi cũng sẽ nâng cấp, tìm một cái quy mô nào đó, tìm cách thức nào đó, và chắc chắn là trong cái buổi tới sẽ có những cái diễn giả khác. Thì tôi nói lại, mục đích của chúng tôi sẽ mong muốn rằng là phần nào đó chia sẻ, nhất bề ngoài bình bình thường là chúng ta sẽ chia sẻ những cái tri thức mà có chất lượng, có chiều sâu. Tôi hy vọng là như vậy. Rõ ràng rằng là về từng cái lĩnh vực thì có nhiều diễn giả nổi tiếng hơn tôi và chuyên chuyên nghiên cứu hơn mình cơ, chứ bản thân mình thì cũng không phải là người có thể biết hết tất cả mọi 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 lĩnh vực trong cuộc sống đâu, đặc biệt là những lĩnh vực và những chủ đề mà tương đối là khó, ví dụ như là hiến pháp Mỹ này, nền chính trị Hoa Kỳ, hay là câu chuyện về Paul Rimer, hay là nhiều câu chuyện khác ấy, thì cũng không 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 hề dễ dàng. Nhưng bản thân tôi thấy rằng là trước mắt thì mình cứ thử tổ chức một số buổi như này đã. Thế xong rồi tới tới đây thì chúng tôi dự kiến sẽ tổ chức nó bài bản hơn, quy củ hơn, lớn lao hơn, mời thêm những cái diễn giả khác, những nhân vật khác cho nó phù hợp, và mình phải hình dung là một bộ máy, một cái nhóm sẽ tổ chức như vậy thì nó mới có hiệu quả. Tri thức sẽ cần phải được trao đổi, cần phải được chia sẻ, cần phải được tương tác trao đổi với nhau, nó giống như kiểu một cái cộng đồng, một cái nền dân trí, một cái nhóm tri thức ấy. Cần phải tương tác trao đổi, nếu không nói nặng nề như kiểu là phản biện đả kích hay cái gì, nhưng ít nhất là cũng có những cái trao đổi, thì bản thân tôi cũng mong muốn đóng góp vào đấy. Đấy là cái ý tưởng chung về cái chương trình này, mặc dù là có thể nó cũng chưa được hoàn chỉnh ngay, lẽ ra chúng ta thì có thể có những cái hoạt động nó ổn hơn, thế nhưng mà đây là những hoạt động bước đầu. Thì rất cảm ơn các bạn đã tham gia với chúng tôi cho chương trình này.
Thế thì buổi hôm nay thì tôi muốn lựa chọn một cái chủ đề mà mình nói chuyện là về 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 polymer. Thế tuy nhiên là cũng phải giải thích thêm nhé. Thứ nhất là bản thân tôi ở trên tay tôi có cái quyển Sứ Đông Dương, các bạn biết là của Sứ Đông Dương. Sứ Đông Dương thì chúng tôi in nhiều bản lắm, nhưng mà chỉ có bản duy nhất, bản này là bản đầu tiên có tên của 200 người, trang cuối cùng ấy là 200 người đã ủng hộ đầu tiên cho cái dự án này. Thì tôi kể lại cái hành trình, đầu tiên là mình kể mấy cái câu chuyện. Một là hành trình vì sao đến với cái cuốn Sứ Đông Dương và đến với Polymer. Bản thân mình là một cái người làm, bản thân tôi là một cái người làm sách ấy, thì cũng rất là tò mò, vừa là cho bản thân mình đấy, vừa là cho xã hội thôi, thì cũng muốn tò mò là xem là trên 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 ở Việt Nam nó còn có những cái cuốn sách, còn có những câu chuyện nào hay, còn những cái gì hấp dẫn nữa không. Thế thì cứ mỗi lần mà mình đi gặp gỡ nhân vật này nhân vật khác ấy, thì đều có những cái buổi, có những cái trao đổi, có những cái nói chuyện, thứ là như vậy. Thế thì cách đây khoảng độ 4 5 năm, 5 năm rồi tôi gặp bác Trương Thâu. Bác Trương Thâu không biết là bây giờ còn không, chứ chắc nếu còn chắc phải đến 90 tuổi. Thế thì bác Trương Thâu là một học giả chuyên nghiên cứu về Phan Bội Châu. Ở đây có bạn biết đấy, bác Trương Thâu bác ấy làm những bộ sách Phan Bội Châu tuyển tập này kinh khủng. Cả một cuộc đời người, sự tự hào duy nhất của bác đi đấy là nghiên cứu về Phan Bội Châu. Dường như cứ tưởng như Phan Bội Châu gần gũi với chúng ta, gần gũi với người Việt Nam, nhưng mà té ra là người biết. Và bác ấy bỏ gần như cả đời ra nghiên cứu về. Thế thì trong những cuộc nói chuyện của chúng tôi ấy, thì tôi lại hỏi với bác ấy là bây giờ cháu hỏi bác là thế thì còn cái gì ở Việt Nam nữa không, còn còn cái gì để mà nghiên cứu nữa không, thì bọn cháu cũng muốn là có những cái mảnh đất mới, giống như là anh em mình đi buôn bất động sản hay làm cái gì thì có miền đất mới. Những người đi trước người ta biết nhiều thứ hơn. Thế thì hôm đó tôi nói chuyện ấy, thì bác Trương Thâu bảo Bình ơi, tớ nghe nói rằng là có một cuốn sách hay lắm, đấy là của ông toàn quyền người Pháp là Polymer, tên là Sứ Đông Dương. Nhưng thực ra tớ mới chỉ nghe thôi, chứ tớ cũng chưa đọc được nó. Trên mạng nó chỉ có một vài cái thông tin là có một cái ông như thế, viết một cái thứ như thế. Như kiểu là trước đây nhiều nhiều năm trước ấy, chúng ta vẫn quen đấy câu chuyện là cái cầu Long Biên ở Hà Nội là do Polymer, rồi dân là bóc lột chúng ta, rồi toàn quyền Đông Dương là xấu xa, rồi bla 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 những việc đấy. Thế nhưng mà bác Trương Thông tôi là Bình ơi, em bác nghe nói một cuốn sách như vậy là rất là hay. Thì tất nhiên nếu mà mình nghe thế thì ngay thôi, và thì bây giờ có công nghệ rồi, cho nên là có internet rồi, cho nên là tiếng Anh chỉ 2 3 ngày sau là tôi có trong tay bản online, là đương nhiên là bản online. Và sau đó khoảng 6 tháng khi xuất bản thì tôi mới tìm mua được Sứ Đông Dương bản gốc lần in đầu tiên năm 1905 ở Paris. Đấy, nhờ một cậu cậu quen một cháu mình ở bên Pháp nó tìm nó mua cho mình Sứ Đông Dương. Thì đấy là câu chuyện mà liên quan đến đến nhân vật này. Cũng kể thêm với các bạn là sau khi tôi xuất bản xong ấy, tôi lại gặp bác Trương Thâu. Tôi lại nói bác Trương Thâu là bác ấy, bác bây giờ thì sau xuất bản rồi, thế nhưng ở Việt Nam còn một nhân vật nào, còn những ai mà cần nghiên cứu, cần tìm hiểu không, có thú vị không? Thì bác Trương Thâu nói với tôi một câu đấy là Bình ạ, tớ nghe nói và tớ rất muốn là các cậu trẻ mà bác ấy năm nay là 90 tuổi, tôi thì mới khoảng 50, thì bảo là Bình ơi còn một nhân vật hay nữa, đây là Hoàng Cao Khải. Hoàng Cao Khải thì ngày xưa nay nhá, mọi người bị tạt rất là nhiều, nào là bù nhìn cho Pháp, rồi theo Pháp, rồi đánh cái này cái kia, nhưng mà có những thứ rất là lạ lẫm Hoàng Cao Khải cho chúng ta. Thì Thâu nói với tôi rằng là cháu nên hiểu đi, cháu nên hiểu xem là Hoàng Cao Khải như thế nào. Rất tiếc là đến nay thì tôi chưa làm được cái gì với Hoàng Cao Khải, chỉ biết có 3 chuyện. Nhất là câu chuyện mà tôi và nhiều bạn ở AVG ấy, khi mà tôi vào Sài Gòn đến thăm một cái nơi đấy là lăng tảng quân Lê Văn Duyệt ở Sài Gòn. Các bạn biết lăng tảng quân ấy, và vừa rồi Sài Gòn có làm cái đường tên là đường Lê Văn Duyệt ấy. Thế thì trong cái lăng đấy nhất, bình thường là mình cũng chỉ cách đây cũng 10 năm rồi mình vào thì cũng bình thường thôi, mình vào đi thăm một cái lăng tảng quân Lê Văn Duyệt thì rất là nổi tiếng. Thế tình cờ tôi đi, đi 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 quan sát, đi xem các nơi, thì trong đấy có một cái bia, có một cái bia thì dịch ra tiếng Việt, viết tiếng Việt. Mà cái bia đó thì tôi đọc giật mình chỉ đọc được khoảng độ cả cái bia dài như này này, nó dài đến cả 1 mét 1,5 mét ấy. Viết những câu khác, tất nhiên là ca ngợi cả quân Lê Văn Duyệt. Thế thì nhưng mà tôi đọc được có 3 4 dòng thì mình giật mình bảo nhân vật nào mà viết được thế như thế nào. Các bạn biết rồi, những kiểu là đọc chữ có thể đoán ra con người ấy. Tôi đọc được vài dòng thấy là con người viết một cái bài như thế này là không phải bình thường rồi. Ông ta viết hay ho lắm, bóng bẩy hay ho vậy, sâu sắc lắm, chứ không phải là viết như chúng ta đây là hôm nay chúng tôi vào ở thắp hương cho tả quân Lê Văn Duyệt hay là thế này hay kia. Mình nhìn xuống bên dưới, nhìn xuống dưới cùng ấy thì té ra đấy là Hoàng Cao Khải.
Mình bảo nhân vật này mà viết được cái một cái bài như này là không phải bình thường. Thứ hai đây cũng tình cờ là tôi sinh ra ở chỗ Gò Đống Đa, nghe tôi lớn lên là ở Gò Đống Đa chỗ Thái Hà, chỗ Thái Thích ấy. Và ngay gần cái lăng Hoàng Cao Khải. Các bạn biết ngày xưa lăng Hoàng Cao Khải đẹp như thế nào? Đấy thì tôi kể lại. Và vì sao tôi liên quan đến Hoàng Cao Khải thì chút nữa có gắn cái câu chuyện với Paul Dume. Paul Dume có một mối quan hệ tốt với Hoàng Cao Khải. Hai người như thể là người bạn là như vậy. Ok, thế hôm nay thì quay về câu chuyện về Paul Dume và Sơn Lâm Dương. Thực ra thì ở đây mọi người biết rồi, cái thông tin này các bạn Google hết là được thôi. Paul Dume là toàn tiền Đông Dương rồi thế này kia. Và tôi thì không hề có cái ý định là mô tả lại cái quyển Sứ Đông Dương. Đây không phải là giới thiệu sách. Ừ, cá nhân tôi không 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 giới thiệu sách. Tôi muốn phân tích, muốn 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 thể hiện cách nhìn của mình, muốn nói cái nghi suy nghĩ của tôi về một nhân vật mà như thể là một con người kiến tạo cho cái Sứ Đông Dương này. À, nó mới quan trọng, chứ còn tả cuốn sách là được xuất bản khi nào không quan trọng. Đối với tôi là không quan trọng. Những nhân vật này rất đặc biệt. À, thưa với các bạn, rất đặc biệt. Tôi lần lượt kể rất đặc biệt. Một là ông ta đặc biệt là khi mà sang Việt Nam, tất nhiên ở đây các bạn biết rất nhiều người dân trong cái phần chat thì các bạn đã comment, đã bình luận. Sang Việt Nam mới có 39 tuổi. Các bạn hình dung là sang Việt Nam mới có 39 tuổi. Cầm quyền mới có 5 năm thôi. Mà ông ta làm những việc rất kinh khủng. Sang Việt Nam sau một năm mới xong cái đề án là xây cái cầu Long Biên. Vậy mà năm 1902, trước khi ông ta về nước, cầu đã hoàn thành. Cầu lớn nhất Đông Nam Á mà lại hoàn thành. Rồi nhiều hoàn thành rất là nhiều công trình khác mà mình không thể tưởng tượng được một con người mà chỉ trong 5 năm cầm quyền với cái bối cảnh khi đó khó khăn trở ngại rồi, công nghiệp rồi máy móc rồi cái đó kia nó yếu kém như thế nào mà chúng ta có thể làm được nhiều thứ như vậy. Quả thực là tôi cũng rất là ngạc nhiên, mình rất là ngạc nhiên. Sau này là tìm hiểu tiếp đấy, thông qua những quyển sách thì tìm hiểu tiếp xem nhân vật này là người như thế nào. Và các bạn biết này, sau khi ông ta rời khỏi xứ Đông Dương, 39 tuổi sang đây, 40 mấy tuổi để về nước, khoảng 45 tuổi ông ta về nước có 2 năm đấy. Cô này mẹ về nước 2 năm ra tranh tôi mình bảo nhân vật này, này hay thế này, tất nhiên thất bại. À, rất tiếc là ông ta lại thất bại, đời ông ta lại là về nước có 2 năm ra tranh và sau này cuối đời năm 1930 ông ta 75 tuổi thì ông ta là 20 30 năm sau khi rời khỏi Việt Nam thì ông ta cũng làm tổng thống. Đấy là đặc biệt, đặc biệt thứ hai là Paul Dume là tổng thống Pháp đầu tiên xuất thân từ giới bình dân, giới lao động. Ngày xưa toàn bộ quý tộc hết, các bạn biết ở Việt Nam nói chung là hoàn toàn là giới quý tộc hết. Người Pháp, người Anh, kể cả người Mỹ trong những năm đầu tiên ấy, đều là quý tộc. Washington là người giàu nhất nước Mỹ, Jefferson là chủ nô lệ, James Madison cũng là chủ nô lệ. Đây đều là không thể nào có giới bình dân được. Paul Dume là tổng thống Pháp đầu tiên xuất thân từ giới bình dân. Năm 13 tuổi ông ta còn làm công nhân đấy, kiếm đi công nhân cho, tôi không hiểu là cái này là cái gì nhá, công nhân cái thứ này nọ là như thế nào. Ở đây có cái bạn nào bạn Phan Võ Huy mà cứ require cái này là cái gì mà admin hay sao mà cứ bấm như này. Ok nhá, thế thì để tôi bắt đầu là bằng cái câu chuyện là như vậy. Anh Bình ơi, Ơi alo, em xin lỗi anh cắt nghe đây. ngang một chút. Vâng, anh có thể ngồi sát cái mic giúp em nhé, tại vì hôm nay đường truyền có vẻ không được tốt lắm ạ. Nhưng mà có cái bạn nào bạn Phan Võ Huy là bạn nào mà cứ request cái này kia mình nhìn đấy, biết cái này kia này này đấy là có cái người phá này này À, vâng, đúng để không? chúng em xử lý ạ. Vâng, anh cứ tiếp tục đi ạ, để chúng em xử Ok lý nhé. ạ. Đấy thì các Dạ. bạn hình dung là cái câu chuyện là Paul Dume là một cái nhân vật kiểu là như vậy. Ông ta ra đời thì người cha bị mồ côi. Paul Dume là một người bị mồ côi. Cuộc đời tôi phải nói rằng là khi mà đọc xong về Paul Dume mới thấy rằng là cuộc đời rất là phong phú, có rất nhiều hoạt động phong phú. Ừ, hoạt động vô cùng là phong phú. Ở đây là cái này là như thế nào nhỉ, để mình xem lại là các bạn nào mà phá phá cái này này, bạn nào phá cái này ấy nhỉ. Dạ vâng, chúng em đang Cũng phải là một sự tranh đấu, cũng phải là một sự tranh đấu, làm gì có chuyện mắc không làm gì xong lại được chọn. Họ thông minh chắc chắn rồi nhưng thông minh không đủ, họ phải làm cách nào đó để có thể trở thành thư ký cho chủ tịch hạ viện, sau đó tham gia vào hội tam điểm. Và các bạn biết này, hôm nay không đủ thời gian nhưng mà chúng tôi sẽ giới thiệu thêm, tôi sang Pháp, cũng kể thêm lại ngoài lề nữa. Đây 5 năm tôi sang Pháp,
tôi gặp cô Trần Thu Dung, chính là cái tác giả của cuốn sách về hội tăng điểm ấy, nhá, cuốn sách nghiên cứu về hội tăng điểm. Khi tôi sang bên đấy, tôi nói chuyện với cả cô Dung, tôi bảo là cháu cũng rất thích nghiên cứu hội tăng điểm. Đấy. Thế thì cô bảo là Bình ơi, cháu phải giúp cô xuất bản cái cuốn sách này đi. Chắc là để anh xe tốt hơn được mà, cũng được. Để bỏ lên trước đi các em chỉnh nhé. Thế thì tại vì là nó cứ chuyển như này thì anh cũng bị phân tán, anh không ấy được, thì để anh share tốt hơn không? Ok thôi nhé, anh. Thế tại vì là host thì nó dễ hơn nhé, anh cứ nói đi ạ, rồi em sẽ follow theo ạ. Thế tức là khi mà tôi sang bên Pháp, tôi gặp cô Trần Thu Dung là tác giả của cái cuốn sách Hội Tam Điểm ở Việt Nam, mà Hồ Chí Minh và rất nhiều người như ông Nguyễn An Ninh hay là một số người khác đều tham gia vào Hội Tam Điểm ấy. Thì tôi rất muốn là gặp gỡ ai đó ở Hội Tam Điểm. Và tôi cũng nói với cô ấy là liệu có một ngày nào đó cô dẫn cái nhóm Hội Tam Điểm về Việt Nam. Lập ở Việt Nam khó lắm các bạn ạ. Nhiều khi ở Việt Nam là chưa cho phép được thành lập Hội Tam Điểm đâu. Nhưng mà việc mà họ sang đây chơi, gặp gỡ chúng ta thì dễ. Còn để mở những cái chi bộ, tôi nói vui là chi bộ ấy, mở những cái Hội Tam Điểm ở Việt Nam thì quả thật rất là khó. Nhưng tôi có hẹn với cô ấy là cháu xuất bản xong cuốn sách này thì cô làm sao thu xếp để mà có Hội Tam Điểm. Các bạn hiểu nhé, Freemason ấy là toàn những người thông minh, gần như rất nhiều Tổng thống Mỹ, Tổng thống Pháp và những nguyên thủ, những người giàu trên thế giới đều tham gia vào Hội Tam Điểm. Hội Tam Điểm nó như một cái, ai đó hôm trước vừa hỏi với tôi, Trần Bằng Việt hay ai đó nhỉ, hỏi với tôi rằng anh Bình ơi, một ngày nào đó liệu có một cái đảng nào mà là đảng toàn cầu không? Nhất một đảng toàn cầu nhờ có 4.0 giống như kiểu Facebook ấy. Facebook biết đâu rồi dần dần sẽ hình thành một cái đảng là đảng toàn cầu. Nhưng Freemason là Hội Tam Điểm là một dạng phe phái mang tính toàn cầu. Nhưng nó không có mục tiêu chính trị là đưa lên đâu. Nó không phải là đảng chính trị cho cái việc đấy. Nhưng nó rất thú vị. Các bạn biết là rất nên tìm hiểu về Hội Tam Điểm. Đấy là hội khai sáng, hội mà của những con người có quyền lực, là những con người tinh hoa, tinh túy. Thứ hai, rất quan trọng đây này. Ông ta có mối quan hệ với các nhà máy luyện thép. Với các nhà máy luyện thép nhé. Các bạn hình dung tôi viết ở đây này. Với các nhà máy luyện thép, các doanh nghiệp Pháp. Vô cùng hữu ích các bạn ạ. Trời ơi, bây giờ thì dễ dàng. Bây giờ cái mối quan hệ của chính trị gia của Việt Nam, quan chức của Việt Nam với các doanh nhân ấy là tất hiệu. Cả hai nghĩa, nghĩa tốt và nghĩa xấu. Chúng ta phải luôn luôn nhìn, các bạn hình dung là làm cái gì chúng ta cũng phải nhìn hai chiều. Phải hiểu cái nghĩa tốt đã. Chứ còn cái nghĩa xấu thì đương nhiên nó sẽ, cái gì tốt nó có mặt xấu. Là gì? Có mặt tốt là tìm được cái sự ủng hộ, trao đổi và biết được cái nhu cầu và đặc điểm. Còn nghĩa xấu là hai bên thông đồng với nhau. Nếu như không có được một cái sự kiểm soát như kiểu là một cái hệ thống tòa án hay đảng phái đối lập ý, thì cái mối quan hệ giữa chính trị gia với doanh nhân là rất dễ trở nên xấu xa, trở nên tham nhũng, trở nên đồi bại. Nhưng về cơ bản đó là một mối quan hệ chắc chắn cần thiết. Đấy, tôi khẳng định là chắc chắn cần thiết. Các bạn có biết được không? Vì mối quan hệ này sau này vô cùng hữu ích với khi ở Việt Nam nhé, chứ không phải chỉ ở Mỹ đâu. Sau này khi sang Việt Nam, những cái việc mà Paul Rimer triển khai các cái chương trình về luyện thép, phát triển công nghiệp và đặc biệt là xây cầu ấy, vận động tiền ấy. Paul Rimer có mối quan hệ với giới tài phiệt Pháp, với chủ các nhà băng. Đấy. Thế sau đó ông ta tiếp tục làm hạ nghị sĩ. Ông ta khởi xướng, đặc biệt Paul Rimer là một người đầu tiên ở Pháp khởi xướng một cái đạo luật về thuế thu nhập cá nhân, là đánh thuế. Ông ta quan điểm ông ta là đánh thuế. Có một câu nói rất hay các bạn ạ, nhé. Có một câu nói rất hay đấy là Paul Rimer tuyên bố rằng tôi muốn đánh thuế mọi thứ trừ ước mơ. Ước mơ tôi không đo được thôi. Chứ chúng ta là có thể đánh thuế vào mọi thứ. Đấy, tôi có khả năng đánh thuế mọi thứ trừ ước mơ. Các bạn hình dung là ông ta muốn đánh thuế mọi thứ. Và chính cái tài năng này khi mà sang Đông Dương nó được phát triển, nó được có chỗ đất để mà dùng. Tiếp tục, khi mà ông ta khởi xướng các đạo luật về thuế thu nhập này, tìm gì ông ta muốn được là nước Pháp muốn hùng mạnh ấy, thì phải có nhiều tiền. Đấy, ngân sách nó phải nhiều tiền. Đấy, cho nên là khi mà ông ta vận động với chương trình đấy thì cũng bị phản ứng. Đấy, chứ không phải dễ dàng. Cái giới quý tộc Pháp, ông ta không phải giới quý tộc. Ông ta không có nhiều tài sản, không có đất như kiểu ngày xưa. Thế nhưng cho nên là ông ta rất là tự do trong việc mà đề xuất những đạo luật này, nhưng bị phản ứng rất mạnh mẽ. Nhưng sau đó ông ta vẫn được đề cử và được lựa chọn làm bộ trưởng Bộ Tài chính Pháp ở tuổi 38 nhé. Ở tuổi 38, xuất thân là người bình dân, đi bình thường, vậy mà được chọn vào trong nội các, vào trong chính phủ Pháp. Chỉ tiếc là chính phủ này chỉ tồn tại có được 1 năm thôi. Chỉ có được 1 năm các bạn. Cái chính phủ này chỉ tồn tại được 1 năm, nhưng ông ta khi vào Bộ Tài chính, ông ta kiên quyết tìm cái giải pháp để cân bằng ngân sách và an sinh xã hội, đánh thuế người giàu. Nên bây giờ thì chúng ta đều nghe những câu chuyện này thấy bình thường nhé. Các bạn hình dung cái việc mà bây giờ là đánh thuế người giàu là bình thường.
thuế lũy tiến, tức là cái thu nhập càng nhiều thì phải đóng càng nhiều đó, thuế thu nhập ấy. Nhưng mà vào thế kỷ 19, năm 1800-1890 thì mới mẻ lắm, lạ lẫm lắm. Cho nên các bạn hình dung là bây giờ nhìn thế này thì dễ, chứ còn bình thường thì không hề. Bây giờ chúng ta nhìn lại thì đấy là chuyện bình thường, nhưng thực ra cũng không hề bình thường. Ngọc cho anh sang cái trang sau nhé. Kinh nghiệm chính trị, các bạn hình dung là kinh nghiệm chính trị quan trọng lắm, nhất là khi mà trong quá khứ ấy, cái quá khứ chúng ta làm gì, chúng ta làm như thế nào ấy, nó ảnh hưởng vô cùng quan trọng. Cho nên tôi nói rằng là một con người thành công, một con người có thể làm được nhiều thứ, đấy là con người có nhiều trải nghiệm. Họ phải có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống, họ làm được nhiều nghề, nhiều công việc, cứ dùng từ là hoạt động rất phong phú. Ông ta hoạt động trong nhà máy, ông ta có mối quan hệ với các doanh nghiệp, với giới tài phiệt, ông ta lại tham gia vào hội tam điểm để khai sáng, để sau này khi mà sang Việt Nam ông ta có thể tổ chức ra cái trường đại học Đông Dương, tức là phải tham gia. Tại vì anh em mình mà không tham gia, những người không tham gia thì ít nhất là không có idea trong đầu. Ngọc ơi, cho anh sang trang sau. Ok nhé. Thế thì khi mà là như vậy á thì nó rất thuận lợi cho các bạn sau này. Đấy, quay lại câu chuyện một lần thứ hai, tôi lại tiếp tục trả lời tiếp nữa là tư duy và hình thành con người như thế nào. Ở đây chắc các bạn đã đọc cái câu chuyện, là đọc cái cuốn sách về về tâm lý đám đông của Lơ Bông rồi. Ừ. Tâm lý đám đông của Lơ Bông là được cùng thời với Paul Newman này, hai hai người cùng thời. Tâm lý đám đông được xuất bản ở Pháp năm 1905, cùng năm với Sứ Đông Dương. Và nếu như các bạn đọc về cái bài nghiên cứu của Paul Be là toàn quyền Pháp trước đầu tiên ấy, ở ở Việt Nam, thì ông ta viết về quan điểm về 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 chủng tộc không khác gì Lơ Bông cả. Mọi người đừng nghĩ Lơ Bông là người thúc giúp tất cả những kiến thức như vậy về quan điểm về chủng tộc, nhưng thực ra cái quan điểm về chủng tộc đấy là quan điểm chủ đạo của người Pháp và của châu Âu khi đó, của văn minh thế giới, của trí thức châu Âu khi đó. Đấy là họ chia ra các loại chủng tộc đấy: chủng tộc thượng đẳng, chủng tộc trung đẳng, chủng tộc hạ đẳng, là người như thế nào như thế nào. Thì Lơ Bông cũng là một người mà gây ảnh hưởng, nhưng Paul Newman cũng có tư tưởng tương tự như vậy nhất. Thế thì nhất đấy là tại sao anh không chuyển chỉnh được nhờ Ngọc nhỉ? Ngược lại mọi người lên quá rồi nhỉ, anh bấm như nào nhỉ Ngọc? Chỉ có em chỉnh được thôi cho nên là Ngược anh lại là cái gì đấy, thảo nào chỉnh ngược lại, chỉnh ngược lại nữa. Ok ok nhé, nó từ từ không không quá thôi nữa. Ok 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 nhé, không lại quá. Ok hết rồi. Đây đây. không không ok ok nhé, tôi giải thích thêm cái này này. Đối với con người, người ta có một cái ảnh hưởng nữa từ xã hội, đấy là tâm lý phản kháng, tinh thần phản kháng. Các bạn biết Adolf Hitler cũng thế. Hitler được trưởng thành lên là nhờ, là vì sự thất bại của Pháp trong cuộc chiến tranh thế giới thứ hai năm 1918. Khi mà thất bại, nước Đức thất bại như thế, các bạn hình dung là người ta đau đớn. Các dân tộc thượng đẳng mà họ tuyên bố là dân tộc thượng đẳng mà thất bại trong một cuộc chiến tranh, thì cả tâm lý của cả dân tộc là cảm thấy, bảo hận thù thì nghe hơi nặng nề, nhưng cảm thấy muốn trả thù, muốn vùng dậy, muốn chứng minh lại con người là con người đấy các bạn ạ. Nhất nếu chúng ta đã là con người mà mạnh mẽ rồi, ở một một gia đình thất bại, phá sản chẳng hạn, đây tôi xin lỗi là ví dụ này, hay là có trục trặc gì đó, cái ý chí con người mình muốn chứng minh lại, nhiều khi mà mọi người coi thường mình, coi mình không ra gì ra này kia đấy, thì có những người cam chịu nhé, những người bình thường thì cam chịu, nhưng những người có bản lĩnh vững chắc đó, họ muốn chứng minh lại. Hitler là một người, Hitler cảm nhận được cái phong trào, cái dòng máu, cái tinh thần của người Pháp, người Đức muốn muốn vực dậy, muốn 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 chứng minh lại là bọn ta không thất bại. Hitler được người Đức bầu lên chức quốc trưởng. Paul Newman đấy, năm 1987, 1870 nhé, 1870, khi đó Paul Newman vào khoảng độ 13, 15 tuổi, tức là bắt đầu lớn, bắt đầu trưởng thành rồi. 13, 15 tuổi ngày xưa nó tương đương với chúng ta vào khoảng độ 17, 20 tuổi bây giờ các bạn. Ngày xưa người ta trưởng thành lớn, con người người ta trưởng thành lớn. Khi người ta trưởng thành lên thì Paul Newman cũng chịu ảnh hưởng từ sự thất bại của Pháp trong cuộc chiến Pháp Phổ năm 1870. Vì thế Paul Newman cũng muốn khôi phục lại sức mạnh và uy tín của Pháp ở châu Âu. Các bạn biết ngày xưa năm 1804, những năm 1812, nước Pháp thống trị châu Âu dưới sự lãnh đạo của Napoleon. Thế mà rồi cuối cùng là chỉ 50 năm sau, 50 năm sau, 40 năm sau, nước Pháp lại thất bại cho nước Phổ, lại bị cảm thấy nhục nhã. Đối với họ, đối với họ là nhục nhã. Cho nên là người Pháp muốn muốn phục hận, muốn là người Pháp phải phát triển.
Vì thế mà ở đây ông ta vào một cái nhóm là nhóm tư tưởng cấp tiến, trong đó có Ferry là thủ tướng Pháp khi đó tuyên bố đấy. Có một cái câu nói chút nữa tôi đọc. Tư tưởng cấp tiến ở đây là thấy Pháp cần phải có ảnh hưởng ở châu Á. Phe bảo thủ ấy thì chống đối ý tưởng này. Họ nói rằng là tôi không cần nước Pháp hiện diện hoặc là bảo thủ được, tôi tùy nghĩa. Đấy là không cần sự hiện diện của Pháp ở hải ngoại. Họ không muốn bỏ tiền công sức cho các thổ địa. Nhưng có một nhóm cấp tiến cho rằng nước Pháp chỉ có cách vực dậy nhé, muốn chứng minh sự vĩ đại của nước Pháp thì bằng cách gì? Một là bằng phát triển trong nước, đấy là một cách rồi. Nhưng cách thứ hai là phát triển hải ngoại, những vùng đất khác. Các bạn biết cái câu chuyện của Tập Cận Bình gần đây, đấy. Tập Cận Bình khi mà muốn vực dậy đất nước của Trung Quốc ấy, thì ông ta làm gì? Ông ta phải nghĩ ra con trỏ một vành đai, một con đường, rồi giải pháp này, rồi giải pháp kia. Tóm lại là không chỉ ở trong nước đâu, không chỉ là kiếm tiền như Polymer muốn là nền Cộng hòa Pháp phải có ngân sách lớn, mà họ còn muốn rằng phải phát triển các thuộc địa. Chúng ta phải có một thế giới lớn, chúng ta phải xuất hiện ở những nơi khác, chứ không chỉ ở trong nước. Đấy, các bạn thấy kể cả Mỹ đấy, kể cả bây giờ các bạn thấy là Mỹ muốn trở thành một cường quốc và đang là cường quốc ấy, thì phải có ảnh hưởng chi phối ở thế giới, không phải chỉ ở trong nước nhé. Đấy, tôi lấy lại là như vậy. Thế thì như tôi nói hôm nãy là Polymer đang là bộ trưởng Bộ Tài chính, đề xuất về những cái đạo luật về đánh thuế cho người giàu thì bị phản ứng, bị chống đối. Thế thì cái chính phủ đó bị sụp đổ, bị đổ, tại vì là không được ủng hộ thì đổ. Thế thì Polymer với thủ tướng tiếp theo Melina là thủ tướng tiếp theo, kinh địch nhau các bạn, kinh địch nhau, hai ông kinh địch nhau. Thế thì khi đó thì Melina lên là lập ra một nội các mới và nhìn thấy một đối thủ với mình khó chịu lắm các bạn ạ. Mình nhìn thấy một thằng đối thủ lúc nào cũng chống đối với mình thì khó chịu. Thế thì họ tìm ra cho mình một cái giải pháp, đấy là có một cái lời khuyên, có một cái ý tưởng, tức là như kiểu là tư vấn đấy. Tổ tư vấn nói với cả thủ tướng rằng là thôi tốt nhất là cho Pol nó đi Đông Dương, cho khuất mắt đi Đông Dương xa lắm các bạn, từ Pháp sang Việt Nam mà đi thuyền nó cả tháng mới sang ấy. Tốt nhất là cho nó đi, vừa đạt được mục đích của mình là gì, là cử nó đi nó còn đi chứ, nó phải cho một cái vị trí nào đấy nhé. Cái việc mà đi của Polymer là một sự may mắn, định nghĩa cho Pol ấy. Theo nghĩa nếu ông Pol ở lại ấy, thì ông ta sẽ bị chống đối, tất nhiên cũng thể làm được rất nhiều thứ, nhưng thủ tướng khi đó muốn đẩy Pol Polymer đi chỗ khác cho đỡ ngứa mắt, đỡ chống đối những cái hoạt động của mình. Pol mà ở lại Pháp ấy, thì lại chống đối rất nhiều. Chứ nói các bạn ấy, tin nhắn của tôi nhiều quá, tôi không đọc tin nhắn nhé, các cái tin nhắn đấy, Facebook cái thứ này nó là không đọc nhiều. Bạn nhắn ở đây là mình không đọc ở đâu, cho nên là các bạn thông cảm. Thế thì Pol Polymer cũng đồng ý, Pol Polymer cảm thấy cũng sẵn sàng, nếu mình ở lại Pháp có khi cũng không làm được gì. Và cái chức toàn quyền Đông Dương phù hợp như sau này. Một là phù hợp với mục tiêu của Polymer và của phe cấp tiến khi đó, muốn gây ảnh hưởng của người Pháp, tức là cái nhóm này ủng hộ, nó bảo là bây giờ mình phải đi phát triển thuộc địa. Các bạn hình dung này, trước đây ấy, trước Polymer nhé, Polymer sang Đông Dương, sang Việt Nam ấy, năm 1897, mà chính quyền toàn quyền Đông Dương được thiết lập ở Việt Nam năm 1887, mới có 10 năm thôi các bạn, mới có 10 năm, cái chức toàn quyền ấy, cái thể chế rất mới. Và những cái toàn quyền đầu tiên ấy thì đều mờ nhạt cả, chưa làm được cái gì cả. Mới mà các bạn nó chưa làm được cái gì. Cái Polymer nhất lấy hai điểm. Một là sang Đông Dương mà làm toàn quyền là một cơ hội tuyệt vời cho mình. Mình sẽ chứng minh được tài năng, mình sẽ đóng góp vào sự phát triển vĩ đại của nước Pháp. Mình chứng minh được cái tinh thần cho cái nhóm cải cách đấy là phát triển quốc gia. Và cái nhóm cải cách cũng ủng hộ Pol, để sau này các bạn biết là Pol mà về tranh cử tổng thống có phải tự mình ông ta đâu, ông ta cũng phải có phe, có cánh, có đảng phái ủng hộ, cho nên Pol chấp nhận Đông Dương. Ông ta nhìn thấy ở đấy như một cái mảnh đất tuyệt vời để ông ta có thể thể hiện được tài năng riêng của mình. Cho nên dùng từ đấy là một người có tinh thần thép, có ý chí bền bỉ, cũng như có năng lực làm việc phi thường. Ông ta biết xác định được tầm nhìn và mục tiêu của mình, lên kế hoạch hành động như thế nào. Và quan trọng là ông ta lại là một người rất hiểu về tài chính. Các bạn hình dung này, giống như tôi viết vui ở trên Facebook ấy, một người vừa có tiền mà lại vừa có công cụ, có máy móc, có con người để làm, thì có gì mà cản trở được? Không cản trở được. Nó có cho anh trang sau nhất tôi đây ảnh hưởng. Cái tam điểm tôi nói dễ nhé. Ảnh hưởng của hội tam điểm với Polymer là vì con người người ta sẽ bị ảnh hưởng mà. Các bạn ạ, mọi người chúng ta khi tham gia vào tổ chức nào, tham gia ở đâu, ở địa phương gì, cái thứ gì đều bị ảnh hưởng bởi môi trường quanh cả. Polymer tham gia tích cực vào hội tam điểm, lại giữ vai trò tài chính, một tay này rất là lạ. Đi đâu cậu cũng cầm tiền. Các bạn hình dung. Và sau này Polymer là một tay rất giàu có ở Pháp chứ không phải không đâu. Ông cũng là một người giàu có. Thế thì ông ta học được các cái tư tưởng từ hội tam điểm,
tiến bộ, lòng từ thiện, khoan dung, tự do suy nghĩ, đoàn kết con người, tóm lại là học được cái tinh thần rất tiến bộ của hội tam điểm. Các bạn hình dung hội tam điểm ở Pháp cũng như ở châu Âu ấy, như kiểu là một hội khai sáng ấy. Để mọi người biết là vào trong đấy mọi người được trao đổi, được khai sáng, được chơi với nhau, giống như anh em mình tôi kể ngoài lề ấy. Ở bên Singapore, không biết là các bạn có biết không, là ở Singapore ấy, thì Lý Quang Diệu khởi xướng ra một cái hệ thống đấy là 8 câu lạc bộ, 8 câu lạc bộ tinh hoa ở Singapore, chỉ có 8 thôi. Nó giống như kiểu là taxi ở bên Singapore ấy, là không có nghĩa do đâu, ai thích mua đâu. Nó có slot, nó quy định là 10.000 xe là 10.000 xe. Muốn có một cái xe taxi ấy, thì phải mua lại một cái slot của ai đó. Thế thì ở bên Singapore là có 8 câu lạc bộ tinh hoa. Cách đây khoảng độ 10 15 năm ấy thì tôi đi sang bên Singapore thì anh Võ Tá Hân. Đấy, hồi đấy anh Võ Tá Hân còn đang sống ở đấy. Tôi vẫn gọi là anh Võ Tân là người Việt Nam thành đạt nhất ở Singapore. Sang đấy dẫn tôi đi sang cái câu lạc bộ tinh hoa nhất. Nhất thưa các bạn là tôi rất may mắn là được anh Võ Tá Hân đưa sang đấy, là sang cái câu lạc bộ tinh hoa nhất của ở bên đấy. Anh Võ Tá Hân thì chỉ tôi là Bình ơi, cái bàn cái kia, cái phòng cái kia là nơi mà Lý Quang Diệu gặp với ông Võ Võ Văn Kiệt. Chỗ góc kia là ông Ngô Trạch Tông là gặp ông Phan Văn Khải. Anh là người tham gia thu xếp những cuộc gặp như vậy. Họ vào trong cái câu lạc bộ với nhau giống như chúng ta chơi câu lạc bộ chơi gôn ấy. Các bạn hình dung giống như Việt Nam là câu lạc bộ gôn hay cái gì đó. Nhưng cái câu lạc bộ tinh hoa của nó thì nó mở rộng hơn. Chúng ta đi chơi gôn, chúng ta cá cược với nhau, kiếm tiền với nhau rồi chơi chơi. Tất nhiên là cũng có mối quan hệ làm ăn. Nhưng cái câu lạc bộ tinh hoa ở Singapore cũng như ở nhiều nơi khác nó cao hơn thế, nó lớn hơn thế, nó rộng hơn thế, chứ nó không chỉ dừng lại ở việc mà làm ăn buôn bán hay gì với nhau giữa hai người, giữa ba người, giữa một nhóm người đâu, mà nó họ cùng với nhau là trao đổi theo những cái thứ khác ấy. Mà khi vào đấy thì bày bỏ điện thoại ra bên ngoài, mỗi người sẽ có một cái tủ riêng, tất nhiên ở Việt Nam thì cũng kiểu như vậy, nhưng nó không phải chỉ dừng lại ở tiền bạc, nó dừng lại ở, nó có nhiều thứ khác ở trong cái những cái câu lạc bộ tinh hoa. Sau này thì tôi cũng sang một lần nữa là sang cái câu lạc bộ gọi là câu lạc bộ thứ 8, là chỉ dành cho giới doanh nhân đóng 40.000 đô gì đấy thì vào, tức là nhưng cũng chỉ được 3.000 người cho các câu lạc bộ này. Ok, thế thì hội tam điểm cũng tương tự như vậy các bạn ạ. Các hội tam điểm là hội khai sáng, vào trong đấy sẽ có rất nhiều hoạt động mà gọi là hội kín ấy, các bạn không được kể ra bên ngoài, những người vào hội tam điểm thì không được kể gì ra bên ngoài cả, cho thứ như vậy nhé. Tiếp tục cái sang trang khác đây Ngọc. Ở đây các bạn nhìn thấy này thì ok, không vấn đề gì đâu nhé. Thế thì tóm tắt lại này thôi, bối cảnh của xứ Đông Dương ấy là người Pháp muốn khôi phục vị thế của một cường quốc. Các bạn biết giống như kiểu Trung Quốc ấy, Trung Quốc muốn trở thành một cường quốc của thế giới ấy, thì phải ít nhất là phải kiểm soát được, control được cái Biển Đông, kiểm soát được đường đi trên biển. Thế người Pháp thế, người Pháp coi, rất tiếc như tôi viết nói ấy, Đông Dương là viên ngọc quý của đế chế, là vị trí chiến lược, là cánh cửa, là nhìn ra ra Thái Bình Dương. Các bạn phải tưởng tượng xem nước Pháp mà bây giờ nó vẫn có Đông Dương thì làm câu chuyện khác như thế nào, hay ho lạ lẫm thứ là như thế nào đấy, các bạn phải tưởng tượng nó xem các bạn tưởng tượng xem là như thế nào. Cái câu chữ là tình hình chính trị yên ả, bình định lãnh thổ này kia tôi nói thuận lợi nhất, tôi vào dùng từ là cái môi trường mà khi polymer sang Việt Nam ấy cũng tương đối thuận lợi, để cho ông ta dễ dàng, ông ta tương đối dễ để có thể triển khai được những cái ý định, những cái dự kiến, những cái dự án của mình. Thủ tướng của Pháp tức cái thời của Polymer đây này có cái câu tuyên bố: để nước Pháp tiếp tục là một quốc gia lớn hay để trở thành một quốc gia lớn thì một dân tộc phải chinh phục các thuộc địa. Chúng ta không thể là một quốc gia lớn nếu cứ khư khư thu mình góc nhà. Tức là nước Pháp nó tranh đấu với nhau, các bạn có nhóm đấy bảo tại sao đi đâu, cái nhóm bảo là mình chỉ ở nhà thôi, tập trung xây dựng đất nước thôi, tại sao mà cứ tranh đấu ra bên ngoài. Thế nhưng mà có một cái phe nói rằng là để phát triển nước Pháp chúng ta nên tranh đấu, nên phát triển cái ảnh hưởng của đế quốc Pháp ở những vùng xa xôi, ở các thuộc địa, chứ không chỉ dùng lại. Nếu trước đây người ta tức là khởi đầu cho thời kỳ khai thác thuộc địa lần thứ nhất, tức là nếu mà khai thác ấy, các bạn biết có nhiều, có hai hình như hai hoặc ba lần ấy, là thời kỳ khai thác thuộc địa lần thứ nhất, thời kỳ khai thác thuộc địa lần thứ hai. Nhưng Polymer là một người khác biệt. Tiếp theo tôi sẽ nói tiếp tầm nhìn về Đông Dương nhé. Ông ta có một câu tuyên bố này là cai trị toàn cõi, không cai quản từng xứ. Không đủ thời gian nhưng tôi giải thích này, là ở xứ Đông Dương nó có năm vùng: Nam Kỳ, Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Campuchia với Lào. Sau này có một đoạn, có một giai đoạn đấy là ở Quảng Châu Loan nhé, ở phía Trung Quốc ấy. Rất hay các bạn ạ, tự dưng lại có một cái vùng đất lại Quảng Châu, ở vùng Quảng Châu Loan lại nằm ở Đông Dương, lạ đấy như thế nào. Cái tư tưởng này là gì? Tư tưởng này là các xứ sở ở Đông Dương hợp thành một thực thể và được cai trị tổng thể. Với cai trị tổng thể thế này này,
Bình thường ấy thì Nam Kỳ là một xứ nhá, Nam Kỳ là thuộc địa. Nam Kỳ có ngân sách riêng, có thống đốc, tôi không biết dùng từ nhỉ, có phải thống đốc Nam Kỳ cái gì đó. Thế còn là ở Bắc Kỳ với Trung Kỳ là khâm sứ, tại vì là được bảo hộ mà. Kỳ là dùng từ là khâm sứ. Ba cái miền khác nhau, giống như kiểu Lào, Campuchia thứ ấy, ba cái vùng khác nhau sẽ có ngân sách khác nhau, và cái ông toàn quyền không có can thiệp gì vào vào từng vùng từng xứ cả. Nhưng Polymer tuyên bố rằng thuế của Nam Kỳ, thuế của Bắc Kỳ, Trung Kỳ, tất cả mọi thứ phải về một tay, một mình cậu ấy, cậu có thể phải chi phối, tại vì tài chính mà. Nhưng ông khác ông không hiểu tài chính, ông cậu hiểu tài chính, cho nên cậu phải chi phối tất cả những việc này. Nam Kỳ là một quốc gia, là một vùng thuộc địa giàu có, nhiều tiền nhất trong các cái vùng đất như thế này, là góp nhiều tiền nhất. Bắc Kỳ với Trung Kỳ thì bão lũ lụt thì nghèo đói gì về, và tóm lại thu thuế chả có được cái gì, ít tiền. Thế nhưng mà cậu tuyên bố rằng là cai trị toàn cõi, không cai quản từng xứ, tức là gì? Chúng tôi phải xây dựng chiến lược, và chiến lược tầm nhìn vision ấy là cho cả xứ Đông Dương, không xây dựng vision cho Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ gì cả. Chúng ta phải xây dựng một tầm nhìn cho tổng thể, và có ngân sách của toàn bộ liên bang cho tổng thể. Tức là gì? Hệ thống giao thông là tổng thể trên toàn cõi, chứ không phải cho một xứ. Việc điều hành hệ thống giáo dục cũng trên toàn cõi, không thể theo một xứ được. Đấy, các bạn dùng. Cho nên ông ta muốn này, đưa Đông Dương trở thành một nơi đóng góp vào uy thế của chính quốc. Làm gì? Nếu thành công Polymer mà thành công ở Đông Dương, Polymer coi đấy là bàn đạp, là tấm huân chương, là tấm mề đay treo trên cổ á, để mà quay lại nước Pháp còn đi tiếp. Ông ta còn nhiều tham vọng. Tham vọng của Polymer không phải là ở Đông Dương, tham vọng của Polymer là đưa nước Pháp trở thành một cường quốc vĩ đại. Và ông ta coi rằng Đông Dương là một bước đệm, ông ta muốn chứng minh sự thành công. Đấy. Thứ hai nữa, ông ta đấy là những cái con kế hoạch nhất. Đây là kế hoạch của Polymer là cái gì? Thì ông ta kể thêm với các bạn rất là lạ ấy, là ông ta lại vẽ tầm nhìn về xứ Đông Dương từ trước khi sang, chưa bao giờ đặt chân sang xứ Đông Dương này. Từ trước khi sang Đông Dương, ông ta đã xác định kế hoạch rồi, chứ không phải là sang đến đây xong rồi lập nhóm nghiên cứu, thuê tổ tư vấn các giáo sư kinh tế chính trị bắt đầu nghiên cứu. Mẹ Polymer, tôi càng về sau tôi càng tôi tham gia một số tổ ấy, là không phải do nghiên cứu. Tầm nhìn chiến lược không thể do nghiên cứu được, tầm nhìn chiến lược do những bộ óc vĩ đại, họ đã tập hợp những thông tin từ trước đấy hoặc đã được chuẩn bị sẵn, sau đó họ hình thành. Còn các nhóm tư vấn là chỉ giải quyết chi tiết thôi, nhóm tư vấn các cái nhóm không thể xây dựng chiến lược. Đây là tầm nhìn trong đầu là ông ta xây dựng. Các bạn hình dung này, Polymer sang Việt Nam khi đã có tầm nhìn trong tay, đã có ý đồ trong tay, có cách thức trong tay rồi. Ông ta biết trước ở bên Đông Dương nó có chuyện gì, tiền, tại vì bộ trưởng tài chính mà, biết được là ở Đông Dương tiền bạc thế nào rồi, có bạn bè, có đảng phái, có đồng chí, có cộng sự, cho nên biết được tình hình ở Đông Dương, tại vì nó đi về về, những cái quý tộc nó đi về về này, cho nên đều biết hết. Đấy, cho nên ông ta đã hình dung. Và trước khi đi sang Đông Dương, trước khi rời khỏi tàu đi sang Đông Dương, thì Polymer đã gặp giới tài phiệt ở Pháp rồi. Các bạn biết ngày xưa là tập tài phiệt rồi, gặp ngân hàng, ông ta bàn luận là mẹ tao mà sang bên này thì tao định làm này, mày có làm này không? Đấy, bàn luận sẵn rồi, chứ không có chuyện là sang Việt Nam xong bắt đầu lập tổ tư vấn mẹ hết 3 tháng 6 tháng nghiên cứu chính sách xong rồi lại thông qua nghị viện mất búa mất năm, không có. Cho nên ông ta sang thì ông ta làm những việc sau: một là khảo sát toàn bộ, ông ta miệt mài đi cưỡi ngựa sang được một tháng, hoặc là mẹ cưỡi ngựa, các bạn biết đấy, câu chuyện đấy, cưỡi ngựa vào trong Đà Nẵng như thế nào, câu chuyện mà kể cái cuộc hành trình ở Đà Nẵng thú vị như nào đấy. Cho nên người ta dùng từ là Polymer là một người toàn quyền tàng hình, hiện diện ở khắp mọi nơi, quan tâm tới mọi thứ. Vì sao? Vì toàn quyền cũ về cơ bản là ngồi ở Sài Gòn, đầu tiên là Sài Gòn nhé, là cái dinh toàn quyền đầu tiên ở Sài Gòn, sau này ở Hà Nội ấy, là dinh chủ tịch nước bây giờ ấy. Về cơ bản là mọi người ngồi ở nhà thôi, chả đi đâu cả. Còn Polymer làm gì có đường xá, làm gì có tàu lửa, làm gì có gì. Thứ hai là sức khỏe các bạn. Polymer sang Việt Nam 39 tuổi, ông ta có 8 người con. Các bạn hình dung là có 7 người con rưỡi rồi. Năm là con trai ở nhà, hai cô con gái đi sang và bà vợ cũng mang bầu. Mẹ 39 tuổi mà có 8 người con, quá khỏe. Thế cho nên là sức khỏe tốt, ông ta rất là khỏe mạnh. Cho nên là ông ta đã hiện diện ở khắp mọi nơi, quan tâm tới mọi thứ. Thế cho nên là, đây tôi vừa nói thứ hai đấy là lên kế hoạch là gì? Ông ta là tài chính mà, mẹ rất có kinh nghiệm về tài chính. Cho nên thống nhất Nam Tam Kỳ, ba kỳ thống nhất lại với nhau. Tiền thu từ Nam Kỳ nhiều nhất thì phải chia sẻ, tức là hợp nhất lại nhá. Tại chứ không thể là dùng một loại tiền chia được, giống như anh em mình tiền chúng ta có 5 công ty con hay là có cái này kia, mẹ hợp nhất mà để còn làm được nhiều việc, còn làm những chất to. Chứ bây giờ mỗi thằng lại giữ trong ví của mình những cái chỗ nhỏ nhỏ thì làm sao làm được cái gì lớn. Thứ hai là ông ta muốn thành lập một bộ máy mạnh,
một bộ máy điều hành mạnh, thì tìm cách đấy là giảm bớt ảnh hưởng của triều Nguyễn, tức là loại bỏ kinh lược sứ Bắc Kỳ. Đấy lại quay lại câu chuyện Hoàng Cao Khải. Hoàng Cao Khải khi đó thì được vua nhà Nguyễn coi, tôi không biết là vua gì nhỉ, hồi đấy không biết là nhớ là vua gì, thì trao cho đấy là kinh lược sứ Bắc Kỳ, tức là thay mặt vua cai trị toàn bộ sứ Bắc Kỳ. Nhưng mà nếu như thế lại một mình ra mệnh lệnh, lại có một thằng khác cũng ra mệnh lệnh, xong mình lại nói với nó lại nói bộ máy bên dưới, tốt nhất là loại bỏ luôn. Polymer tìm cách loại bỏ kinh lược sứ, không có chức kinh lược sứ nữa. Hoàng Cao Khải sau khi bị loại bỏ kinh lược sứ thì được rút về triều Nguyễn và Trung Huế làm bộ trưởng binh bộ thượng thư, tức là bộ trưởng bộ quốc phòng đấy, về đấy đâu, chứ không có nghĩa là lại ngồi ở ngoài Bắc Kỳ lại cản trở, chắc là không cản trở đâu, nhưng mà rối rắm là Polymer không thích thế. Thứ hai nữa là Polymer coi rằng trung tâm của Đông Dương phải là Hà Nội, phải cho xây phủ toàn quyền, hình như xây từ trước đấy sao, tôi không chắc là xây trước này, tức là chuyển trung tâm từ Sài Gòn về Hà Nội, bởi vì với Hà Nội mới được. Với Hà Nội thì ông ta nhận thấy, tất nhiên câu chữ này thì tôi không dám chắc, tôi chép lại thôi, đấy là thời tiết mùa đông xe lạnh của Bắc Kỳ là khiến cho điều kiện làm việc đấy tốt hơn hẳn năm ở Sài Gòn, tại ngày xưa chưa có điều hòa nhiệt độ. Thứ hai, gần Trung Quốc, cho nên là gần cái mối quan hệ thường ngày với các nước này, cũng như đòi hỏi nhiều lặng hơn, quan lại nhiều hơn, nhưng mà là ông ta cần là chuyển trụ sở, giống như kiểu Gia Long ấy. Vua Gia Long ngày xưa khi thống nhất được đất nước ấy, thì chuyển trung tâm của người Việt Nam về Huế, ông ta không dám ở lại Hà Nội. Đấy, vừa là do mảnh đất dài cả Gia Định với cả ở thành Thăng Long, cho nên ghép hai cái từ lại với nhau là thành tên vua Gia Long ấy. Tên Gia Long là ghép hai cái từ Gia Định và Thăng Long lại với nhau. Đấy, thế còn Polymer khẳng định là trung tâm phải là tự về Hà Nội, ông ta chuyển về. Trong nữa là ông ta lại phát triển tiếp mối quan hệ thân thiết với các doanh nghiệp, ngân hàng và tổ chức các cuộc gặp ở Paris. Đấy, tôi nói lại là tổ chức cuộc gặp ở Paris từ trước khi lên đường. Đấy, đặc biệt là quan trọng cái mối quan hệ này. Thì kết quả nhé, ok, thứ nhất là rất đơn giản thôi. Đấy là bộ máy thuộc địa được cải tổ, được thống nhất, được thanh lọc. Đấy, ông ta vì mục tiêu của ông ta không phải ăn tiền ở đây, không tham nhũng cái gì cả. Nhiều người sang đây, sang Đông Dương ấy, sang làm toàn quyền ấy, giống như sang làm đại sứ hay cái gì ấy, là khi tuổi đã nhiều rồi. 60 tuổi coi như thôi, các bạn biết được cuộc đời ấy, có nhiều kiểu người. Tôi bây giờ cho mày một cái chức, mày sắp về hưu mà. Tôi thì mày làm một cái chức gì đấy thôi cho nó yên ổn. 5 năm nữa là hết nhiệm kỳ anh về hưu. Thế thì anh về hưu thôi, anh ngồi đây chả làm gì. Polymer sang rất trẻ, 40 tuổi, ông ta không coi xứ Đông Dương là một chỗ để mình về hưu. Ông ta coi đây là một bước đệm cho mình phát triển nhé, nó khác biệt nhau. Nhiều người coi về sang làm đại sứ, các bạn biết rồi, nhiều câu chuyện làm đại sứ rồi làm thứ trưởng, làm tổng giám đốc hay là kể cả chủ tịch hay chức gì đấy á. Nhiều người là ở cái độ tuổi 50 hay 60 thì chả làm gì đâu mà các bạn ạ. Con người là chuyện bình thường đấy. Chúng ta cũng vậy, khi ở cái độ tuổi đấy sức khỏe chúng ta không tốt, chúng ta cũng biết rằng mình chẳng đi đâu được nữa. Nhất là nhiều đồng chí mà chả có cơ hội, chẳng có cửa nào lên nữa mà. Thế thì thôi chiến đấu làm gì? Ở nhà là thôi ngồi trên ghế vặt thôi, kiếm thôi. Chứ còn mình cần gì chiến đấu? Cho nên là Polymer sang ấy thì cải tổ một con người rất mạnh mẽ. Ông ta là một cái giới bình dân đầu nói đầu não. Đông Dương không còn phụ thuộc vào ngân sách của Trung Quốc nhé. Nước Pháp tuyên bố là Đông Dương không có tiền nữa đâu. Sang đây mày phải tự mà kiếm tiền. Cái từ này như là 1.5 tỷ là hơi là sai đấy. Tôi không biết là có đúng không, nhưng mà có vẻ là không chính xác đâu nhé. Như câu chữ này có vẻ không biết là có đúng không. Thế nhưng mà ông ta là cần phải có tiền nhé. Và câu chuyện của Polymer lặp lại nhé. Ở đây các bạn nhìn thấy này, là cái mô típ được lặp lại. Connecting the dot, connecting the dot, connecting the dot. Những gì ông ta nghĩ ở trước ở nước Pháp không thực hiện được, ông ta sẽ thực hiện ở Đông Dương. Đấy là gì? Thuế. Rất đơn giản. Ông ta lập luôn một hệ thống thuế. Thế, thuế rượu, thuế thuốc phiện, thuế muối, và tăng nguồn thu gây tranh cãi. Thật ra thì sau này thì sách vở bây giờ đều nói rằng là Polymer siêu cao thuế nặng của nhân dân Việt Nam rất là bất mãn. Chắc là đúng đấy. Tôi tất nhiên là bất mãn thì đúng thôi. Nhưng các bạn nghĩ xem này, bẻ thuốc thuế đánh vào rượu, đánh vào thuốc phiện như ở thuốc lá bây giờ. Ông ta tăng hết cỡ, tôi không biết là 100% hay bao nhiêu phần trăm hay không biết. Nhưng ông ta tuyên bố rằng thuế cao hết cỡ. Tôi ủng hộ. Kể cả mình cách đây 3-4 năm ấy, mình mới nói rằng là cái bao thuốc lá ở Việt Nam, cái chai rượu ở Việt Nam sao lại thuế lại rẻ này, đánh thật cao lên các bạn. Tôi hoàn toàn ủng hộ. Đấy, cho nên là Polymer sang chỉ có mỗi muối thì tôi hơi ngạc nhiên tại sao ta lại đánh thuế muối. Đấy, thuế muối nhất là vùng sâu, vùng cao, vùng miền núi ấy, thì tôi không hiểu tại sao đâu. Thế nhưng mà
Muối thì là ở Việt Nam sản xuất rất là nhiều. Các bạn biết là Việt Nam là một quốc gia mà miền mùa nắng như thế này này, cả một cái bãi biển dài như vậy, cho nên muối rất nhiều. Thì tôi không rõ là lý do nhé, nhưng ít nhất là ông ta đánh thuế rượu, thuế thuốc phiện, thì ông ta chấp nhận cho người Việt Nam sử dụng thuốc phiện. Và các bạn biết rồi, người mà sử dụng thuốc phiện ấy là phải giàu có, là quý quan lại, là địa chủ, là người này người kia. Thế đồng chí đồng ý, đồng chí hút đi. Mà thuốc phiện ngày đấy bây giờ đối với chúng ta thì là hơi nghiêm trọng, nhưng mà ngày xưa thuốc phiện nó cũng giống thuốc lá bây giờ mà. À, được hút, các bạn biết là cái bàn đèn, tẩu bàn đèn này nằm hút hút này, nộp tiền thôi, cái đồng chí nộp tiền. Chính vì thế là thu thuế có rất nhiều tiền. Sau 5 năm, 10 năm trở lên, tiền thuế của Việt Nam là tăng gấp đôi gì, tôi không biết là tăng thuế. À, đấy là điểm thứ nhất nhé, rất thú vị. À, tăng thuế, tăng tiền lên. Tăng tiền lên thì bắt đầu cân bằng thu chi rồi, bắt đầu có dư tiền rồi. Dư một năm là đâu 20 triệu franc hay bao nhiêu đó. À, những người khác ấy, mà không hiểu về tài chính ấy, thì anh em mình bắt đầu chi nhiều hơn. À, mình có 20 triệu franc thì mình làm việc này, làm việc kia, làm cái gì đấy. Nhưng Paul Dume thì khôn hơn thế. À, Paul Dume vay của các ngân hàng Pháp 200 triệu franc, và bảo là tao muốn vay của chúng mày 200 triệu, 10 năm tao đủ trả đây này, bằng chứng cái này, kết quả đây này. Đấy, cho nên là vay 200 triệu làm được nhiều việc chứ. Đây là nó đòn bẩy tài chính ấy các bạn. Giống như bây giờ anh em mình đang có 1 tỷ doanh thu, mình 1 tỷ thì mình lấy 1 tỷ cho vào ngân hàng, xong ngân hàng cho mình vay tiền ấy. Đấy. Thế thì nhiều ông khác, nhiều 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 người làm quý tộc hay là làm quan quyền ấy, không phải ai cũng hiểu về tài chính đâu. Bản thân anh em mình ngồi đây, tôi cũng là giám đốc kinh công ty, cũng lập nghiệp, nhưng tài chính là một trong những yếu mình yếu, mình không giỏi về tài chính. Thế thì Paul Newman giỏi tài chính, cho nên Paul Newman là gì? Một là thu thuế, sang phát là quyết định ngay là thu thuế. Việc thứ hai là vay tiền. Vay tiền của các cái ngân hàng Pháp, mà ông ta ở Pháp đã có mối quan hệ tốt với các ngân hàng, đã có tốt quan hệ tốt với giới tài phiệt. Trước khi sang Pháp, à, trước khi sang Đông Dương, ông ta đã có cuộc gặp với các nhà tài phiệt rồi, đã bàn trước rồi. Thế ông ta nhìn trước rồi, tôi đọc xong tôi thấy là ông đã tính trước rồi. Sang đây làm gì, kế hoạch làm gì, đường sắt như thế nào ấy. Ông ta chỉ muốn cưỡi ngựa, chỉ muốn đi xem cái thứ này để mà cho chắc chắn cái quan điểm của mình, chứ còn kế hoạch là đã nằm trong đầu nhé. Rất vì thế 5 năm mới có thể làm được nhiều việc như vậy, chứ còn nếu không ấy không làm được đâu. Thế thì các công trình hạ tầng nhé, ông ta xây cầu Long Biên này, Tràng Tiền này, làm đường sắt để làm cái này kia. Và vừa tôi nói, khi ông ta làm đường sắt ấy, anh em mình bắt đầu nghĩ nha, như chúng ta chưa từng mua ô tô hay là đi ô tô hay là máy bay hay cái gì đó, chúng ta chưa làm ở trong cái nhà máy công nghiệp, ví dụ như ai đó làm ở trong cái nhà máy ô tô Trường Hải của anh Trần Bá Dương nhé, hay làm ở VinFast nhé, thì rõ ràng rằng tầm nhìn của mình về cái đấy nó khác hơn. Đấy, những ai làm về thương mại điện tử thì cái kinh nghiệm của mình về thương mại điện tử nó rất là tốt. Vì sao? Vì khi mình gặp những cái chuyện như thế thì mình dễ quyết. Cho nên các bạn nhìn lại này, lại connecting giờ đó, khi sang đây ông đang nghĩ luôn là mở đường sắt. Thì trong cái việc mở đường sắt thì có một cái việc đấy là phải mở cầu thôi, phải nối cái đường Việt Hà Nội, phải 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 chạy xuống Hải Phòng. Hải Phòng là cái cảng biển nhé, mở đường xuống để mà đi làm cảng biển chứ, mà phải mở cái, phải có một cái đường sắt. Ngày xưa trước khi cầu Long Biên ấy là không có đường, vận chuyển là qua những cái con thuyền, lại cứ chở được thì lên để phía bên bờ sông bên kia, xong lại chở sang bên này rất lâu. Chúng ta quyết định nhìn luôn đấy là, và trong vòng một năm sau khi sang Việt Nam ấy, là các cái chính sách, các cái kế hoạch và đề án. Đề án là gì? Ông ta tuyên bố là cái như là đấu thầu à, tuyên bố là tổ chức một cuộc thi xem là ai thiết kế cái cầu cầu Long Biên ấy, cầu Paul Dume, ngày xưa là cầu Paul Dume ấy. Thì một năm sau là bố đã thiết kế, đã có kết quả rồi. Tức là rất nhanh. Các bạn hình dung không? Kế hoạch nhé, bình thường bây giờ là một người như chúng ta này, tôi nghĩ là bản thân tôi cũng là một người không kém lắm. Nhưng nếu giả sử như tôi á, tôi nghĩ rằng là một năm là mình bắt đầu có kế hoạch, năm thứ hai là bắt đầu thu xếp tài chính, năm thứ ba là bắt đầu mình vẽ cầu, vẽ đường sắt, năm thứ tư là bắt đầu về đi kiếm thêm tiền, năm thứ năm là về hết nhiệm kỳ rồi, chả làm được cái gì cả. Cho nên là đồng chí này là làm rất nhanh, trong vòng một năm là kế hoạch này đã xong, xong về kế hoạch, xong về tầm nhìn và tiền cũng xong. Đấy, sau làm tiếp tục sau đó thì ông ta làm gì? Ông ta tập trung vào việc phát triển các thiết chế khoa học, văn hóa, giáo dục đấy, mở cái trường này trường kia nào, viện Viễn Đông Bắc Cổ, rồi trường Y Hà Nội, rồi Đại học Đông Dương này. Và có một cái thứ rất hay, để tôi chờ 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 để tôi chỉ cho một cái chỗ rất hay. Nhá, kiến tạo không gian đây, quan điểm của tôi thì khác. À, tôi giải thích này, quan điểm trước đây ấy, là người ta hay nói ấy, là xây dựng được một hệ thống tài chính độc lập ở thuộc địa tương đối hiệu quả, nhưng các loại thuế của Paul Dume trở nên nặng nề và cơ cực, gây ra phản ứng của người dân. Còn tôi không nghĩ thế, cá nhân tôi không nghĩ thế, bởi vì đánh thuế vào rượu, đánh thuế vào thuốc phiện ấy mà, đánh thuế là tốt, giống như bây giờ ấy,
tiền thu ngân sách của mình mà đánh thuế vào bia tất nhiên sẽ bị chống đối, bị cản trở gì đấy, có nhiều lý do lắm, nhưng mà một số thứ chúng ta rất nên đánh thuế mà có những thứ mà rất đáng để đánh thuế. Cho nên quan điểm của tôi thế này, polymer đã kiến tạo ra một không gian sống, không gian sinh hoạt và không gian phát triển nhé. Thứ nhất là ông ta phải phát triển đường sắt, đấy là gì, để tăng cái việc mà vận chuyển hàng hóa giao thương giữa các vùng, chính như hệ thống giao thông đường sắt cao tốc bây giờ ấy, giống như ở Trung Quốc ấy. Các bạn biết là trong vòng 10, 15 năm qua này, hệ thống giao thông đường sắt ở Trung Quốc cao tốc nó kinh khủng như nào. Ở Việt Nam thì đường hệ thống giao thông các đường cao tốc ấy, nó phải phát triển, nó phải mở đường. Cho nên là polymer nghĩ ngay trong đầu là sang đây làm đường sắt. Mà như tôi vừa nói ấy, là ông ta sinh ra người cha làm ở trong cái nhà máy toa xe lửa, ông ta làm quen những cái việc như thế rồi. Cho nên ông ta xây dựng nhanh lắm, ông ta ước lượng nhé. Ước lượng từ Hà Nội Sài Gòn bao nhiêu km nhân tiền bao tiền tính luôn. Còn anh em mình ấy cũng không biết được thôi, tình hình là bao nhiêu tiền nhỉ? Hãy giao cho ông tổ tư vấn, phân tích nghiên cứu đường sắt cao tốc bao tiền. Ôi dồi ôi, mẹ không biết chúng nó tính như thế nào. Còn mẹ ước lượng trong đầu là bao nhiêu? Ông ta không phải là mày xây dựng cho tao bao tiền, mà tao có từng này tiền này, mày xây cho tao như thế. Thì ông ta biết là mày bao nhiêu tiền rồi. Thứ hai cũng rất thú vị này, ông ta phát triển các khu nghỉ dưỡng, tưởng như là nghỉ dưỡng. Mẹ mọi người, nhiều người Việt Nam, tôi đọc một vài báo chí đã kích. Bọn Pháp là khai thác bóc lột tìm khu nghỉ dưỡng ở Ba Vì, ở Đà Lạt, ở Tam Đảo, ở Đồng Ý nhé, đúng rồi. Nhưng mà có hai chuyện, chuyện thứ nhất ý, là không khai thác, không xây những cái biệt thự ở Tam Đảo, ở Ba Vì. Các bạn biết là trên Ba Vì có cái biệt thự Pháp ấy, và ở Đà Lạt ấy, thì các khu đấy để không mà làm gì có ai lên đấy, người Việt Nam có khai thác đâu. Nhưng cái quan trọng không phải việc đấy, quan trọng là cái này này, người Pháp không về Pháp nữa. Ngày Pháp phải biết ngày xưa là nền văn minh nó đã quen rồi, mùa hè là phải đi nghỉ ngơi, nhất là cuối tuần nên phải lên núi mát mẻ, thì người Pháp quen với sự mát mẻ rồi. Các bạn biết là làm việc trong những cái lúc mà nóng nực khó chịu bực mình, làm sao mà năng suất lao động cao được, các bạn biết là làm sao mà làm như thế được. Thế thì họ, ông ta nghĩ rằng bây giờ mình phải tìm một chỗ nghỉ dưỡng là gì, cho mình nghỉ đã, cho bọn Pháp nghỉ, cho người Pháp nghỉ. Thứ hai là lên trên đấy thì không về Pháp nữa, cho nên là sống ở Việt Nam lâu được, không phải về Pháp. Nhưng thứ ba quan trọng hơn nữa này, ở đấy bàn luận với nhau, quan trọng hơn các bạn ạ, chứ không chỉ là lên nghỉ đâu, mà có một nơi để tụ tập, để gặp gỡ lẫn nhau, đây, để mà bàn luận. Nó giống như câu chuyện ở Đầu Sơn ấy, Đại hội 6 ở Việt Nam, khi cụ Lê Duẩn, thì đã mất rồi, cụ Trường Chinh và nhiều người xuống Đầu Sơn, suốt ngày xuống Đầu Sơn họp hành bàn bạc bạc, giống như ở trong Sài Gòn có khu T78 ấy. Chỗ ngay Lý Chính Thắng ấy, các cụ ở ngoài này vào gặp gỡ nhau trong đấy, phải gặp nhau chứ. Cho nên là người Pháp có một khu nghỉ dưỡng, các bạn nhé, có khu nghỉ dưỡng phát triển ra là Ba Vì, rồi kể cả ở Nha Trang hay là Đà Lạt hay cái gì đó. Đấy là thứ hai nữa là thuế, như tôi vừa nói ngoài thuế rồi. Nhiều người nói rằng polymer là bóc lột Việt Nam siêu cao thuế nặng. Không phải các bạn ạ, tất nhiên có thể có nhiều cách nhìn, nhưng cái thuế này là để xây dựng đất nước chứ không phải chỉ nộp về. Thuế này là để xây dựng đất nước này, xây dựng cầu cống nha. Bây giờ mình suy hai chuyện. Chuyện nhất là người Pháp không cho tiền nhé, chính phủ Pháp chống đối polymer, bảo là đất nước tổ quốc mình không thể nào mà chi tiền cho Đông Dương được, tất nhiên là không có tiền rồi nhé. Các bạn phải biết là bây giờ mình nhìn lại thì một người nó có ba kiểu tiền này. Một là tiền từ người Pháp bỏ sang Đông Dương, chi cho Đông Dương để xây dựng nhé. Đấy, có một nhóm người là các quản quyền cũ ấy bảo là tôi sang đây không có tiền, các ông phải cấp tiền, giống như các tỉnh địa phương ấy. Các tỉnh, nhiều tỉnh và địa phương ở Việt Nam ấy là lấy tiền từ Trung ương, các ông không có tiền, Trung ương phải cấp cho tôi. Thế thì các quản quyền cũ yêu cầu chính phủ Pháp cấp tiền cho chính phủ, cho toàn quyền, cho bộ máy thuộc địa ở đây này vận hành. Các ông phải cho tôi tiền nhá. Đấy. Nhưng chính phủ Pháp, cái phe hữu ấy, nó bảo là không có chuyện tiền. Mẹ tiền đâu mà tiền, lấy đâu mà tiền. Thế thì polymer tự làm tiền nhé. Thứ nhất là tiền từ mẫu quốc về. Loại tiền thứ hai, cái kiểu tài chính thứ hai nữa là bóc lột ở Việt Nam trả lại Pháp, có nhiều toàn quyền mà có. Nhưng polymer xử lý theo một cách là tiền lấy mỡ nó dán nó, mình thu tiền ở đây, xong mình xây dựng các công trình ở đây, mẹ không phải nộp về chính quốc, nhưng cũng không xin của chính quốc. Tôi không biết là tỉnh nào ở Việt Nam có thể làm được như thế, đều xin tiền mà. Còn ông nào, người nào mà có tài năng, mẹ một chủ tịch tỉnh nào đấy có tài năng, tôi không biết là ai đấy có thể làm được, nhưng ông ta đã dám làm đấy. Cho nên là nhiều người nói này, tôi đọc này, các loại thuế của polymer áp dụng bị phản đối gay gắt, đời sống của dân chúng trở nên nặng nề và cơ cực.
Các bạn đọc kỹ mà xem, thuế rượu với thuế thuốc phiện thì tôi không nghĩ là cực cực cái gì cho cái việc này. Tất nhiên nó có thể ảnh hưởng, thế nhưng mà tôi không nghĩ là nó quá nhiều. Thế còn thuế muối thì cả đất nước Việt Nam sản xuất muối nhiều, thế là chả vấn đề gì đâu lắm. Đấy cá nhân tôi. Thế thì cái hai nữa là ông ta bộ máy điều hành nhé. Bộ máy điều hành có một điều đặc biệt đối với cả Polymer, đấy là độc tài thông thái các bạn nhé. Độc tài thông thái. Độc tài thông thái là gì? Là xứ Đông Dương không có đảng phái chính trị các bạn ạ. Xứ Đông Dương thì có đảng, tao là toàn quyền, tao sang đây tao cai trị. Vua hoàng đế triều Nguyễn ở ở ở ở ở Huế không có cái chống đối gì cả. À, thuận lợi như tôi dùng từ là có cái mô hình ở trên thế giới, có nhiều mô hình. Đấy đấy là gì? Là độc tài thông thái các bạn. Những người thông minh nhất mà cai trị và không có chống đối. Nó giống như quan điểm của Lý Quang Diệu ấy. Lý Quang Diệu ấy là gì? Là độc tài thông thái. Cứ thằng giỏi nhất lên. Nhưng độc tài có nhiều kiểu, độc tài thông thái là người giỏi nhất cai trị, không có chống đối. Ở Pháp thì quá xa rồi, Pháp nó không quan tâm đến polymer đấy, mày tự cả một cái xứ đấy mày thích tự tung hoành, mày làm gì mày làm, mày không xin tiền tao là được, mày không làm ảnh hưởng đến tao là được, thế là được. Ở xứ Đông Dương thì chả có cái đảng phái nào các bạn ạ. Toàn ở người dân thì không chống rồi, triều Nguyễn chả chống, thế là bố cái tha hồ của tung hoành, bố ấy là thông thái, bố nghĩ mọi thứ, bố không tham nhũng, bố làm gì đấy. Thế là chứ còn nếu giả sử như là không độc tài nhé, mà ông ta bị chống đối khó chịu lắm bạn ạ. Bây giờ xây dựng một cái kế hoạch cho xứ Đông Dương xong trình lên nghị viện xứ Đông Dương đến bao giờ xong mà lại bị chống đối thì còn lâu không mới xong. Mà ở đây ông ta chả phải trình với ai, ông ta chả phải làm cái gì cho cái việc này cả. Thứ hai nữa là ông ta dẹp bỏ cái bộ máy của kinh lược xứ, nhưng ông ta tôi dùng từ đây này là bộ máy điều hành tuân thủ và kết hợp mô hình Pháp Việt nhé. Mô hình Pháp Việt, quan điểm của tôi là thế này. Cái này thì hôm đấy có bạn nào hỏi có Phạm Bằng hay là ai đó hỏi tôi là có khó làm là Trần Bằng ở Pháp ấy. Tức là làm thế nào cân bằng được, khó lắm các bạn ạ. Nhưng mà tôi nghĩ như sau này, cái thứ nhất các làng xã ở Việt Nam về cơ bản không ảnh hưởng gì với luật của Polymer cả. Các cái luật cao ở phía bên trên ấy là chưa, Polymer 5 năm kể cả là 10 năm không ảnh hưởng gì làng xã, mọi cái hương ước của làng xã, cho nên sau này người ta mới nói là phép vua thua lệ làng là truyền thống dân tộc Việt Nam bao nhiêu năm trời. Là gì? Là polymer chỉ thay đổi về luật pháp ở tầng cấp quốc gia, còn ở tuyến huyện tuyến xã là ông ta chẳng thay đổi gì. Vì sao? Vì có kịp thay đổi đâu, không có kịp gì cả. Ông ta chấp nhận sử dụng các cái luật lệ của Việt Nam, giống như là luật luật Gia Long đi, những cái luật ở Việt Nam ấy để vận hành cho xã hội ổn định. Còn ông ta thay đổi cái luật, cái mô hình tổ chức ở cấp cao để ông ta xử lý thôi. Bởi vì bây giờ còn xử lý cả bên dưới để làm gì? Chả cần thiết, ông ta không làm. Nhưng cái thú vị rất hay nhé. Cái này là Viện Dân Biểu Trung Kỳ, Bắc Kỳ và Hội đồng Nam Kỳ. Rất tiếc là ở Việt Nam bây giờ ít người nói đến. Các bạn nghe tôi phải kể riêng cái phần này, tôi quả thực là tôi phải nói lại với các bạn về cái bộ phận này. Bởi vì cái này nó quan trọng lắm ạ. Và rất biết biết rất ít cái câu chuyện về người bản xứ, người An Nam, người Việt Nam ngày xưa trước năm 1945. Từ năm 1926 ở Việt Nam đã có các cái mô hình, ở đây tôi liệt kê này. Hội đồng thuộc địa Nam Kỳ nhé, Nam Kỳ là một thuộc địa. Nam Kỳ là một thuộc địa ấy, thì thành lập vào ngày 8 tháng 2 năm 1880 nhé, năm 1880 các bạn. Là bắt đầu cai trị, bắt đầu là có thuộc địa. Thì hội đồng được thành lập gồm có 18 thành viên, nó giống như quốc hội các bạn nhé, hội đồng là như quốc hội đi, cho nó dễ đi. Có 18 thành viên, có 6 người Việt Nam và 12 người Pháp. Đấy, tức là tỷ lệ 13 à 12. Cứ hai người Pháp thì có một người Việt. Và hội đồng đấy nó như một cái quốc hội của Nam Kỳ, nghị viện Nam Kỳ. Đấy. Đến năm 1920 thì toàn quyền Đông Dương điều chỉnh là gì? 10 người Việt Nam và 14 người Pháp. Nhá, bắt đầu điều chỉnh rồi. Người Việt Nam tăng lên từ 10 người lên thành 10, từ 6 người lên 10 người, còn từ Pháp từ 12 lên 14 người. Bởi vì yêu sách, bởi vì đòi hỏi của Đảng lập hiến Đông Dương, cái câu chuyện về Đảng lập hiến Đông Dương hay lắm các bạn ạ. Ở đây câu chuyện liên quan đến Bùi Quang Chiêu, Nguyễn Phan Long, Nguyễn An Ninh và nhóm cộng sản đệ tứ là Tạ Thu Thâu. Năm 1926, trong số 10 ghế của người bản xứ thì gần như là đảng viên Đảng lập hiến chiếm cả 10. Họ chiếm tất cả các ghế ở đấy và họ bắt đầu can thiệp. Quan điểm của Đảng lập hiến là gì? Là đấu tranh giành quyền lợi cho Việt Nam, nhưng thông qua hội đồng bầu cử, thông qua việc cải cách luật pháp. Phan Chu Trinh muốn đòi hỏi, muốn muốn đấu tranh cho sự phát triển Việt Nam bằng nâng cao dân trí. Tất nhiên mỗi người một quan điểm nhé, tôi không ai nói đúng đâu, tôi chỉ kể lại thôi. Bởi vì chúng ta biết câu chuyện về Phan Chu Trinh thì nhiều, nhưng rất ít người biết đến câu chuyện về Đảng lập hiến Đông Dương của Bùi Quang Chiêu. À, Đảng lập hiến Bùi Quang Chiêu là gì? Đấu tranh là mẹ nâng quyền lên, đòi quyền, con người là hộ toàn quyền, tức là
tham gia của người Việt Nam vào trong chính quyền, bắt đầu cải cách nhà thuế này, luật pháp này, rồi đấu tranh cái này với cái kia. Tức là quan điểm của đảng lập hiến ấy, đảng đầu tiên ở Việt Nam các bạn, đảng đầu tiên của Việt Nam do Bùi Quang Chiêu sáng lập. Sau đó thì có Nguyễn Phan Long, sau này được là một người duy nhất ở Việt Nam lên chức là phó chủ tịch hội đồng lập hiến, hội đồng thuộc địa ở ở Nam Kỳ, như kiểu phó chủ tịch quốc hội đi. Mặc dù về tổng thể người Pháp bao giờ đông hơn, thế mà ông ta cũng lên được cái chức đấy là phó chủ tịch đấy. Thế còn ở bản xứ nhé, thì bầu cử ấy là cử tri phải 25 tuổi trở lên, phải có những tiêu chuẩn như sau. Thứ nhất là địa chủ đóng ít nhất là 10 PS, tôi không biết là cái tiền Pháp là tiền gì đấy, đóng ít nhất là một khoản tiền nào đấy. Thứ hai là thương gia. Thứ ba là phải đậu bằng primary, cao đẳng tiểu học, ít nhất là cao đẳng tiểu học. Thứ ba, thứ tư là công chức hạng trung với 5 năm thâm niên, 5 năm kinh nghiệm, đậu bằng chuyên môn với tối thiểu 10 năm kinh nghiệm, làm cai tổng, kỳ mục, phụ tá với ít nhất là 3 năm kinh nghiệm. Đấy, tức là bầu cử ấy là phải có tiêu chuẩn chứ không phải là cả tất cả mọi người được bầu. Những người có trình độ, chứ sau này thì Đảng Cộng sản Cách mạng tháng 8 nổ ra là lần đầu tiên là đòi hỏi là quyền bỏ phiếu cho mọi người dân, tất cả mọi người có quyền bầu cử. Nhưng trước đấy ở Việt Nam đã có quyền bầu cử nhưng chỉ dành cho một số người thôi. Sang năm 1920 nhé, thì thay đổi một chút, nâng số cử tri ở Việt Nam hay là ở Nam Kỳ ấy, là lên 20.000 người các bạn ạ. Nó giống như câu chuyện mà hôm trước tôi kể về đảng phái chính trị với Quốc hội Mỹ ấy, là phải là đàn ông đấy, da trắng có thu nhập trên $5 một tháng thì mới được. Thế còn ở đây là địa chủ đóng 20 PS để lên nộp thuế, thương gia với 3 năm nộp thuế, công chức hạng trung với 5 năm thâm niên, đậu bằng chuyên môn với 5 năm thâm niên, cai tổng, kỳ mục và những người được huy chương quân đội đấy mới có quyền được bỏ phiếu. Thế thì đảng lập hiến vận động là gì? Đảng lập hiến vận động là tiếp tục giảm cái điều kiện này cho nhiều người Việt Nam tham gia hơn nữa, từ 20.000 lên 100.000 đến 200.000 người. Đây là đảng lập hiến, là quan điểm của đảng lập hiến là thành phần phải được nhiều người Việt hơn, cai trị cho đất nước này phải có chúng tôi nhiều hơn, người bỏ phiếu cũng phải nhiều hơn, nhưng mà chưa đòi đến nữa là bình đẳng, không xóa hết được, không cho hết tất cả mọi người bỏ phiếu. Đấy cái quan điểm của nhóm lập hiến ấy. Tôi muốn nhấn mạnh cái câu chuyện rất là ít người biết cái câu chuyện về đảng lập hiến. Đấy, đảng lập hiến thì bị xóa sổ năm 45 rồi, thế nhưng mà nhân vật mà gần như không ai nhắc đến đấy là Bùi Quang Chiêu nhé. Thế thì quay lại là tư duy kiến tạo của Paul Newman là một thứ rất đặc biệt. Đấy thì ở đây tôi nói thêm này, tư tưởng của Paul Newman là một tư tưởng cấp tiến, có kế hoạch, có sự chuẩn bị kỹ, ý chí kiên định, tiên liệu xa và tham vọng coi Đông Dương là thử nghiệm cho con đường thăng tiến của mình. 2 năm sau khi rời khỏi Đông Dương về Pháp tranh cử tổng thống, hạ thất bại. Nhưng ông ta tự do hành động ở Đông Dương, nơi xa xôi với chính quốc, ít gặp phản kháng vì khe cánh hữu thì đã loại bỏ đây đúng không? Khe cánh hữu mừng quá. Thôi Paul như mày đi sang bên kia đi. Có khi là mày bị chết đi chẳng hạn hay là cái gì đó, đỡ chống đối với cái chính phủ Meline ở Pháp. Và ông ta có đầy đủ kinh nghiệm chính trị, có kinh nghiệm về tài chính, có mối quan hệ với giới tài phiệt, có sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp. Ông ta là toàn quyền trẻ nhất khi 39 tuổi và lần đầu tiên là một con người làm đủ nhiệm kỳ 5 năm. Các bạn hình dung là nhiệm kỳ của toàn quyền thường khoảng 1 năm, 2 năm, ít người làm được 5 năm. Paul Newman là người đầu tiên làm được 5 năm. Và ông ta có bộ máy, có con người để làm. Thế còn vì sao mà Paul Newman được coi là một nhà kiến tạo thì tôi tạm gọi cho tôi tự vẽ thôi. Cái này là toàn bộ này là tôi nghĩ thôi. Ông ta đã thay da đổi thịt cho Đông Dương, ông tạo ra một cái khung về nền tảng ấy, nó là một cái. Nhưng mà kiến tạo là gì? Một nhà kiến tạo ấy là không phải chỉ xây dựng, không phải chỉ cai trị, tức là toàn quyền nhé, thì làm thuế, tức là thu tiền về cho chính quốc, đấy là cũng là toàn quyền. Nhưng kiến tạo là gì? Là kiến tạo các không gian phát triển cho mảnh đất Đông Dương. Không gian là gì? Cả về tiền nhé, tiền là thu thuế đấy. Mở đường sắt thì đất nước phát triển, giống như bây giờ chúng ta thấy là đường sắt phát triển, đường bộ phát triển ấy, thì các khu vực nó phát triển ấy, thì là người dân thu nhập tăng lên thì có thuế rồi thì xã hội phát triển. Cái thứ hai quan trọng hơn là ông ta thiết lập cái không gian phát triển cho hệ thống tri thức, mở các trường đại học. Rất tiếc là sau này khi tôi đọc ấy, thì mấy toàn quyền sau này ấy, thì không đi theo cái đường hướng của Paul Newman, chậm cái quá trình mà mở cửa các cái trường đại học. Lẽ ra trường đại học ở Việt Nam thời đấy là phải 1.000 người, 5.000 người học đại học đi. Các bạn biết nhé, ngang với thời đấy ở Việt Nam tôi tính sơ bộ chỉ có khoảng độ 100 người là vào trường cao đẳng Đông Dương, vào đại học Đông Dương thôi. Ít lắm, 100 người là rất ít ỏi. Tất nhiên một số người giàu có thì hoặc là giỏi giang ấy thì sang bên Pháp học, và sau này hình thành cái lứa du học đầu tiên đấy là
mà rất thành đạt ấy, đấy là lứa Hoàng Xuân Hán, Nguyễn Mạnh Tường, Vũ Đình Hòe ấy. Thế nhưng mà Polymer thì muốn rằng nó sẽ phải mở trường đại học để có hàng nghìn người, 5.000 người, 10.000 trường. Ở Việt Nam có mỗi 100 người đi học ở Pháp, còn ở Thái Lan mỗi một năm có 2.000 trí thức Anh, trí thức Pháp, trí thức ở Thái Lan sang học ở Anh, và có 2-3 vị vua của Anh sinh ra ở nước Anh. Tôi thấy là đấy là khác biệt giữa Anh với Pháp. Polymer rất tiếc là cái tư tưởng của Polymer lại không bắt nhịp được, bởi sau này các cái toàn quyền sau chậm phát triển, trừ Polbe hay là Polbo với một vài ông, đặc biệt là Almesaro ấy, là mở cái trường Almesaro nhưng chậm quá. Almesaro mãi sau này năm 1926 gì đấy mới sang. Trước khi đó thì muốn mở nhiều hơn. Nếu mở nhiều hơn thì ở Việt Nam, sự phát triển của tầng lớp tư sản ở Việt Nam, tầng lớp có học ở Việt Nam nhanh hơn, cộng với cái đảng lập hiến đấu tranh thì đòi cái quyền cho người Việt Nam vào các cái hội đồng thuộc địa, vào các hội đồng Nam Kỳ, Bắc Kỳ, giống như Viện Dân Biểu ấy. Các bạn biết là Viện Dân Biểu nhé, ở đây tôi có làm một cái chỗ là Viện Dân Biểu, tôi kể thêm cái Viện Dân Biểu. Viện Dân Biểu đâu nhỉ? Trước đây sao không có Viện Dân Biểu? Tôi đọc cái Viện Dân Biểu để các bạn hình dung. Ở cái Viện Dân Biểu là có cụ Huỳnh Thúc Kháng. Cụ Huỳnh Thúc Kháng, tôi xin đọc qua qua ấy, là có cái Viện Dân Biểu. Viện Dân Biểu. Đây cho tôi đọc sơ sơ các bạn biết này. Rất thú vị đấy là ở Viện Dân Biểu Trung Kỳ. Viện Dân Biểu Trung Kỳ tức là cơ quan tư vấn cho chính quyền Pháp ở Trung Kỳ về các vấn đề kinh tế tài chính, nó như là Quốc hội ấy. Đấy các bạn hình dung là Viện Dân Biểu như kiểu Hạ Viện ấy. Đấy, Hạ Viện mà trụ sở của Hạ Viện ở Trung Kỳ ấy, nó là trên đường Lê Lợi ở thành phố Huế. Bây giờ nó là Viện Đại học Huế, tôi không biết bây giờ thì làm cái gì nữa, nhưng mà nó nằm ở thành phố Huế trên cái đường Lê Lợi. Được thành lập năm 1926 của toàn quyền Đông Dương, khi đó là Varennes. Đấy, tiền thân là Hội đồng Tư vấn Bản xứ Trung Kỳ. Đấy là Viện Dân Biểu, là mọi người được bầu lên. Thế thì Viện Dân Biểu này là có cử tri hạn chế nhé. Ủy viên là có 33 người, đứng đầu là một viện trưởng, đó là có 33 nghị sĩ, hạ nghị sĩ. Đấy, các bạn hình dung là cuộc đời chúng ta lại rất hay. Ngày xưa đã từng có ở Nam Kỳ, ở Trung Kỳ, ở Bắc Kỳ đều có Viện Dân Biểu. Ở Nam Kỳ là hội đồng nhé, hội đồng Nam Kỳ tôi vừa nói đấy. Còn ở Trung Kỳ với Bắc Kỳ là Viện Dân Biểu Kỳ, Viện Dân Biểu Bắc Kỳ. Viện Dân Biểu Trung Kỳ có 33 người, đứng đầu là viện trưởng. Thành phần cử tri thì hạn chế nhé, chỉ gồm những người như sau: công chức, sinh viên đã học xong, đấy, cai tổng, đại biểu của hội đồng kỳ hào hàng xã do viện cơ mật tuyển chọn, là quan lại và thương gia đóng thuế cao, đấy, và được bầu chọn là 33 người. Sau khi 33 người này lại bầu chọn ra một người đứng làm viện trưởng, và ở Việt Nam người nổi tiếng nhất mà là viện trưởng Viện Dân Biểu Trung Kỳ, đấy là cụ Huỳnh Thúc Kháng, viện trưởng đầu tiên của Viện Dân Biểu, mà sau này hình như là phó chủ tịch nước nhỉ. Hồi đấy chủ Hồ Chí Minh lại lập nước xong rồi, cụ Huỳnh Thúc Kháng là phó chủ tịch nước thay mặt cho chủ tịch Hồ Chí Minh khi mà đi Pháp ấy. Thì Huỳnh Thúc Kháng ra ứng cử và trúng cử 620 phiếu trong tổng số 640 phiếu của cử tri. Cái đoạn hình lắm nhé, trong số câu tôi không biết là con số là như thế nào, là 640 phiếu cử tri thì cụ lại có đến 620 phiếu và tranh đấu chống nhé, chống Khâm Sứ Trung Kỳ, người Pháp mà, chống Khâm Sứ Trung Kỳ được có tính bảo thủ theo chủ nghĩa thực dân thuần túy, trong một thông tư yêu cầu là mạt sát, chửi mắng các nghị viện, chửi mắng người dân Việt Nam. Vì thế trong cụ Huỳnh Thúc Kháng đã lấy tư cách của viện trưởng họp với 40 dân biểu, tức là 33 người đấy, 30 người chống, và cuối cùng là bác bỏ được cái quan điểm của Khâm Sứ Trung Kỳ của Pháp. Sau đó ông ta lại đòi quyền lập hiến nhất. Cụ Huỳnh Thúc Kháng năm 1927 trong kỳ đại hội thứ hai của Viện Dân Biểu Trung Kỳ năm 1927, viện trưởng và các nghị viện đặt ra vấn đề chính quyền của người Việt Nam ở Trung Kỳ, đòi một hiến pháp riêng. Đấy, đòi hiến pháp riêng. Toàn quyền Đông Dương là Varennes đã trả lời rằng ông ta sẵn lòng đề cử điều đấy cho Nam Triều, tức là sẵn sàng đồng ý, là sẵn sàng cho thêm cái quyền độc lập, sẽ sẵn sàng cho quyền này quyền kia. Nhưng sau đó chính quyền Pháp đã gác lại và không nhắc đến nữa, là năm đấy là bị xóa bỏ. Chứ khi đó thì cụ Huỳnh Thúc Kháng với vận động đấy là đòi quyền lập hiến, là soạn ra một bản hiến pháp cho Trung Kỳ. Đấy, ông chủ cụ Huỳnh Thúc Kháng đòi những việc sau: thi hành chính sách giáo dục bắt buộc và cho tự do lập trường học. Các bạn lập trường tư trong này giống như trường Dục Thanh mà chủ tịch Hồ Chí Minh học đấy, tức là phải lập trường tự do, phải cho tôi lập trường tất cả mọi thứ phải tự do. Sau đó thì đánh thuế hàng hóa xa xỉ và giảm thuế bình thường ấy, thuế thân đối với người bình thường ra, cải cách hệ thống tư pháp,
để xét xử người Việt Nam có quyền bình đẳng hơn. Các bạn bây giờ chúng ta vẫn tiếp tục là có gọi là cái ủy ban hay là hội đồng cải cách tư pháp của quốc gia chúng ta không có ấy. Thế thì cụ Huỳnh Thúc Kháng đề nghị nhắc lại một lần nữa là yêu cầu toàn quyền Đông Dương cho phép triều đình Bảo Đại công bố sự cần thiết có một bản hiến pháp mới ở Việt Nam, điều tra và trưng cầu đóng góp của người dân về bản dự thảo hiến pháp, mở rộng quyền lực cho viện dân biểu trung kỳ theo hình thức phổ thông đồng biếu. Các bạn ạ, khi đấy cụ Huỳnh Thúc Kháng đã định đấu tranh là đòi từ hồi đấy là trung kỳ cũng phải phổ thông, tôi không biết là phổ thông đến cỡ nào, cho đến cỡ ai, bao nhiêu tuổi, nhưng đã từng định đấu tranh cho việc như thế này rồi. Nhưng ông Huỳnh Thúc Kháng ấy lại phản biện là dân An Nam chưa có trình độ lập hiến nhé. Chính quyền thuộc địa ấy nói rằng là Việt Nam An Nam này là dân dốt lắm, chưa lập hiến đâu. Nhưng cụ Huỳnh Thúc Kháng này phản đối. Cụ Huỳnh Thúc Kháng khẳng định rằng chúng tôi vẫn công nhận nhân dân xứ này chưa được toàn thể hiểu cái chính thể mới có. Song xin thưa rằng đường có đi thì sau này mới tới, người có học thì sau này mới biết chữ. Đấy, phản ứng lại rất tiếc là không thành công, rất tiếc. Và các bạn biết một người nữa mà ủng hộ cái quan điểm này, đấy là Ngô Đình Diệm. Năm 1933, thượng thư bộ lại của chính quyền Bảo Đại là vua Ngô Đình Diệm, là Ngô Đình Diệm yêu cầu chính quyền thuộc địa Pháp ban nhiều quyền hơn nữa cho viện dân biểu Trung Kỳ và viện dân biểu Bắc Kỳ, nhưng các đề nghị của Ngô Đình Diệm bị người Pháp bác bỏ, và vì thế ông Diệm từ chức bộ trưởng, tuyên bố từ chức. Các bạn nghe những câu chuyện này, bây giờ khi mà chúng ta biết được những cái chuyện này là lạ lạ như vậy là rất thú vị, đối với tôi là rất là thú vị những cái câu chuyện như vậy. Tôi tạm dừng ở đây, bây giờ tôi muốn quay lại, từ bây giờ mình nói xong được một cái việc như này, tôi mới nhìn lại câu hỏi nhờ. Thì ở đây đề nghị các bạn Ngọc V, anh tạm dừng lại ở cái phần này, xong rồi có các ai có câu hỏi ra thì anh trả lời. Vâng ạ. Hương ơi, em gửi câu hỏi tổng hợp của những người đã gửi từ trước đó chương trình ý, em gửi cho các bạn có nghe được không nhỉ? Các bạn có đặt câu hỏi, các bạn ở phần chat tin nhé, ở phần chat nhé. Các bạn đặt ra câu hỏi ở cái phần chat đi. Thế thì ở đây thì tôi sẽ trả lời câu hỏi thêm cho các bạn. Đây. Câu hỏi ở đâu nhỉ? Em nhắn anh ở đâu nhỉ? Đây. Ôi nhiều câu hỏi quá các bạn ạ. Nhé. Ok, tôi trả lời lần lượt này. Cuộc đời của Paul Rime trước khi ông đến Đông Dương thế nào, như tôi vừa trả lời đúng không? Điều gì đã làm nên con người Paul Rime? Tôi bảo các bạn. Anh bảo tên lên giúp em nhé. Đây rồi, anh mở rồi, đang đọc bên này Ngọc em nhé. Câu hỏi của các bạn này. Câu hỏi thứ nhất là cuộc đời của Paul Rime trước khi ông đến Đông Dương. Tôi vừa trả lời rồi nhé, tôi vừa thuyết trình rồi. Điều gì làm nên con người của Paul Rime? Nó có mấy thứ thôi. Một, đấy là ông ta xuất thân, phải nói là hoàn cảnh ấy, là một con người sinh ra trong một gia đình khó khăn vất vả bình dân, tưởng như thế là thiệt thòi ấy, là ông ta cái sức bền bỉ ý chí rất lớn nhé. Các bạn biết là 13 tuổi phải lao động để cha mất sớm rồi mồ côi hay kia. Thứ hai nữa, ông ta ngay từ nhỏ đã khôn ngoan, từ khi tuổi thơ, từ khi thanh niên ấy, rất khôn ngoan để tham gia vào hội Tam Điểm, trở thành chánh văn phòng và thư ký cho chủ tịch hạ viện Pháp. Xong rồi cái giai đoạn mà ông ta làm ở huyện ấy, là trong vòng có 1 năm 2 năm thôi, nhưng mà làm cái hệ thống đường sắt cho cái huyện đấy, thế rất là kinh nghiệm. Thứ hai nữa là nghiên cứu về tài chính, tôi không hiểu sao con người này nó lại tài năng đến như thế, nghiên cứu về tài chính. Câu hỏi thứ hai này, việc Paul Rime xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật như đường sắt, cầu cống có hoàn toàn chỉ phục vụ cho mục đích khai thác thuộc địa hay không, hay ông ta có một tầm nhìn nào khác cho Việt Nam đương thời? Đấy, tôi lại trả lời rồi. Đương nhiên ông ta mục đích là khai thác thôi, được khai thác. Nhưng thế nào là khai thác? Thứ nhất là thông qua hệ thống đường sắt mà cái đất nước này phát triển. Mơ ước của ông ta là cái xứ Đông Dương này là một hòn ngọc viễn đông, là một Paris ở vùng này, để mở ra cánh cửa với Thái Bình Dương. Người Pháp muốn có một cái, tại vì chả có một cái vị trí nào đẹp tuyệt vời như xứ Đông Dương này cả. Và các bạn biết là xứ Đông Dương là Việt Nam, Lào, Campuchia cộng với Quảng Châu Loan của bên Quảng Châu Trung Quốc ấy. Cho nên là ông ta có mục tiêu lớn hơn. Mục tiêu thứ nhất là thực sự phát triển một xứ Đông Dương hùng mạnh, đẹp đẽ, tuyệt vời để đóng góp vào sự phát triển của đế quốc Pháp. Đấy liền nhất. Điểm thứ hai là một mảnh đất bàn đạp, là một cánh cửa của người Pháp ở châu Á. Thứ ba, ông ta muốn đấy là một bước đệm cho mình đạt được tham vọng là Tổng thống Pháp, để biến nước Pháp trở thành một cường quốc, trở thành một đế quốc vĩ đại.
Đấy. Thế còn là cái đường sắt này nọ thì những cái bước đi nhỏ thôi, đấy là khai thác rồi phát triển kinh tế nhờ đường sắt, các bạn biết rồi, mở mở đường sắt ra là buôn bán giao thương giữa các đường, người Hà Nội với Sài Gòn mới đi được, chứ không thì làm sao mà đi được. Thế còn mục đích thì đấy là cái khái niệm khai thác thực địa ấy thì tùy người nói. Nếu chúng ta phải đo lường cái khái niệm khai thác thực địa này là nếu tính ra là thu thuế hết 20 triệu franc nhé, thuế 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 rượu thứ này nói, thì phải xem thử xem bao nhiêu tiền chuyển về mẫu quốc, bao nhiêu tiền được dành để xây dựng. Các bạn biết là để xây dựng hệ thống cầu đường ở Việt Nam ấy, Polymer vay tiền của ngân hàng Pháp nhá, vay tiền nhá, rất hay các bạn ạ, hay vay tiền, nhưng vay giống như kiểu đất nước chính phủ chúng ta đi vay tiền, hay vay của ngân hàng thế giới này, vay của IMF này, thì phải vay tiền chứ. Thế nhưng mà vay tiền xong thì ông ta lại xây dựng, mà tôi chắc là cái sự tham nhũng mất mát của thời đấy nó ít hơn bây giờ đấy, cho nên ông ta xây dựng được rất nhanh, 5 năm mà ông ta xây dựng được. Cho nên nếu mà gọi là khai thác ấy, thì phải tính rõ là cái tiền mà khai thác được ấy, tiền mà gọi là tiền thuế của người Việt, của người Pháp bóc lột ở Việt Nam ấy, khai thác những quặng kia này nọ thì tính xem là bao nhiêu tiền về cho mẫu quốc, bao nhiêu tiền để lại xây dựng thì mình mới nói chính xác được. Chứ còn cái từ ngữ là nó thu được 100 đồng mà mang về Pháp 10 đồng mình cũng bảo là khai thác, hay là khai thác được thu được 100 đồng mà mang về Pháp 90 đồng, 80 đồng, 70 đồng thì gọi là khai thác, chứ mang về 10 đồng thì tôi cũng chắc. Đây là dùng từ như vậy. Thế vì sao mà chúng ta không lựa chọn theo Pháp? Ôi câu hỏi khó quá. Như tôi vừa nói nhé, nhưng mà cái này thì nói thêm, cái cuốn sách mà tôi rất muốn xuất bản ở Việt Nam đấy là Con Rồng Nhỏ nhé. Còn các bạn, tôi biết là tôi viết rất nhiều cái câu chuyện về Con Rồng Nhỏ, cái cuốn sách của Joseph Pattinger, nhân vật tuyệt vời các bạn. Chắc là buổi hôm sau chúng ta tôi lại có một buổi nói về Con Rồng Nhỏ. Tóm tắt này này thôi. Joseph Pattinger là một đối thủ, là tổng thư ký, là người sáng lập ra Đảng Dân Chủ Áo, Đảng Đảng Dân Chủ Áo năm 1929-33, và là một trong đối thủ của Hitler. Hitler muốn hạ bệ Joseph Pattinger, cho nên Joseph Pattinger phải trốn khỏi Áo để sang Mỹ sống. Và ông ta tham gia vào cái ủy ban cứu trợ những người tị nạn toàn quốc, toàn thế giới, toàn thế giới. Thế thì Joseph Pattinger vừa là một chính trị gia, đấy, ông ta vừa là người sáng lập chủ tịch một đảng, ông ta lại vừa là một học giả. Năm 1954, khi mà nhìn thấy 1 triệu người Việt Nam ở miền Bắc vào miền Nam, thì ông ta mới xin sang tình nguyện làm trưởng văn phòng người tị nạn ở Sài Gòn. Thế thì khi sang Việt Nam ấy, ông ta phone lên lớp, yêu đất nước Việt Nam quá các bạn ạ. Thế cho nên ông ta viết một cái bộ sách về Việt Nam như này này, dày như thế này này. Tôi kinh khủng, mình cũng hiểu ra một cái ông như thế, ông ấy viết được, mình viết cuốn sách 300 trang mà viết loay hoay mãi chả xong. Ông ấy viết một chồng, tôi tính ra là khoảng độ 2.000 đến 3.000, 4.000 trang ấy, 4.000 trang. Không biết tương đương là ông ta viết được 4.000 trang. Thế thì nhưng mà ông ta nói này này, ở Đông Dương, ở toàn bộ vùng Đông Dương, bán vào Đông Dương là ASEAN này này, thì nó có ba con rồng. À, định nghĩa của ông ta là có ba con rồng. Con rồng thứ nhất là Miến Điện, Myanmar, con rồng thứ hai là Thái Lan, và con rồng thứ ba là Việt Nam. Và tôi cũng không biết tại sao, thì tôi chưa đọc kỹ, tôi chưa phân tích kỹ, tôi chỉ biết là ông ta nói rằng con rồng Việt Nam là con rồng rất đáng kể, hãy hãy cẩn trọng, hãy chú ý đến con rồng này. Cho nên là tên cuốn sách là Small Dragon, là con rồng nhỏ, là con rồng rất lớn ở đây. Thế còn vì sao chúng ta không lựa chọn theo Pháp, thì chúng ta là ai tôi không biết là như thế nào, nhưng mà chắc là do người Pháp. Tôi nghĩ rằng là sau cái thời Polymer, các cái toàn quyền Pháp về sau này ấy, quá tập trung vào việc khai thác thực địa bóc lột và không phát triển. Lẽ ra họ có thể mở 10 trường học ở Việt Nam, mời 10 trường đại học này, mở trường này, rồi phát triển cái tư sản dân tộc ấy, những cái người như ông Sơn Hà này, rồi các ông này ông khác này, ở Việt Nam ấy, để hình thành là cái nền kinh tế ở Việt Nam tương tự như Malaysia, tương tự như Singapore chẳng hạn, hay ở đâu đó. Nhé. Các bạn chưa biết câu chuyện ở Malaysia, Singapore là người người Anh ấy, khi mà làm thực địa mà thì người Anh mở cửa rất nhiều. Thế rất tiếc rằng là một số toàn quyền Pháp, Khobolovsky, tôi nhớ không nhầm là Khobolovsky, là cái tay mà thuần túy khai thác thực địa, nó không phát triển gì cả. Thế còn Polymer đặt nền tảng cho, như tôi vừa nói, đặt nền tảng là gì? Là hệ thống giao thông, tài chính và tri thức. Để mở Đại học Đông Dương, mở trường Y, rồi bật đèn xanh cho Yết xanh, tóm lại là rất nhiều cái thứ đó thì phải phát triển. Thế thì vì không bật đèn xanh, không mở cửa được, cho nên sự bất bình của người Việt Nam rất lớn. Các bạn biết rồi, sự bất bình của chúng ta đối với người Pháp là càng ngày càng thẳng. Người Pháp cần phải được trao quyền, cần phải trao quyền hơn cho Việt Nam trong việc bỏ phiếu, trong việc bầu cử, trong nhiều cái hoạt động khác. Nhưng tất nhiên là cái câu chuyện về Việt Nam với Pháp này thì câu chuyện dài đó. Câu thứ tư, theo anh khi nào thì những nhà chính sử đương thời của Việt Nam sẽ công nhận những đóng góp tốt đẹp của thời Pháp thuộc? Không phải, cái này khái niệm này thì tôi không dùng từ là công nhận hay không công nhận, cái này thì có nhiều quan điểm lắm nhé. Ở đây tôi sẽ đọc lại câu này này: công cuộc thực dân của thực dân hóa ở Đông Dương của Pháp có vô vàn khoảng tối cũng như điểm sáng, nó tích cực đối với số đông này
và tội lỗi với số đông khác. Nó làm dấy lên ở nước Pháp những cuộc tranh luận nảy lửa, đôi khi là những cuộc luận chiến. Hiện tượng bóc lột hay không này, là một hiện tượng lịch sử phức tạp, là một trào lưu chung của châu Âu, tức là đi xâm chiếm thuộc địa ấy, nó là bình thường. Cho nên bây giờ cần phải được xem xét bằng phương pháp so sánh đối chiếu ở bình diện xuyên quốc gia. Một số người đang nỗ lực là đã và đang nỗ lực làm như đó. Thực ra thì nó không còn mới nữa ở việc ở thế giới đâu các bạn ạ. Cái việc đánh giá những vấn đề về thuộc địa ấy, ở trên thế giới không còn nữa. Người ta về cơ bản đã đánh giá xong rồi. Những cái cuốn sách mà chúng tôi xuất bản ở đây là mới ở Việt Nam thôi, chứ còn ở nước ngoài thì không có nữa. Thế còn khi nào thì tôi cũng không biết. Thế còn đánh giá đây, đánh giá vai trò cá nhân của câu thứ 5, đánh giá của Paul Newman đối với sự phát triển ấy, thì vừa tôi vừa nói về cơ bản là tương đối tích cực. Nhìn chung Paul Newman là một người tích cực. Tôi không nhìn thấy lắm những vấn đề về hạn chế của Paul Newman trong cái giai đoạn mà cầm quyền. Tôi không biết là người khác nhìn thì thấy sự hạn chế. Toàn quyền Pháp và sự cai trị của Pháp ở xứ Đông Dương này có nhiều hạn chế, như tôi vừa nói, cản trở sự phát triển của giới trí thức Việt Nam, cản trở cái quyền phát triển của con người Việt Nam, được quyền bỏ phiếu, được quyền tham gia vào hội đồng dân biểu, bla bla bla. Nhưng là những người khác, Paul Newman thì tôi không nhìn thấy lắm. Đấy, mặc dù có thể đâu đó, lẽ ra ông ta cũng phải mở rộng hơn, nhưng tôi không biết chắc. Những sự kiện quan trọng trong nhiệm kỳ, ok, nước nào thuộc địa cũng nghèo nàn là cậu. Đấy là quay lại, nước nào thuộc địa của Pháp ấy, thì bây giờ phải các bạn này tôi vừa giải thích ấy, là ngay cả ở Pháp ấy, thì nó cũng có nhiều phe phái lắm. Nhóm thì chống đối, nhóm thì ủng hộ. Ngay ở trong nước Pháp, các bạn biết câu chuyện về Algeria ấy. Có một cái bộ phim rất hay là bộ phim Chacan, là bộ phim chó săn, nói về cái nhóm giết ám sát của De Gaulle ấy, rất nổi tiếng nhé. Các bạn biết câu chuyện về ám sát búng đầu Gaulle năm 1963 ấy. Ngay ở nước Pháp lúc đấy, De Gaulle tuyên bố rằng trao trả độc lập cho Algeria. Trao trả độc lập cho Algeria. Vậy mà ở nước Pháp có một thế lực, có một nhóm, có một phong trào hẳn nói chống đối, thực hiện chống đối. Chống đối nhé, chống đối đủ mọi cách. Họ tuyên bố như này, De Gaulle là kẻ phản bội. Họ là ông ta đã hy sinh tính mạng các thứ nó của bao nhiêu triệu người, hàng chục triệu người, hàng chục nghìn người Pháp đã hy sinh bỏ mạng ở Algeria mà lại trao trả độc lập. Thế thì bằng cách là ám sát De Gaulle. Nhiều mưu đồ ám sát, cho nên bạn biết rằng là một cái người giống như kiểu là Biden chẳng hạn, Biden rời bỏ Afghanistan, đừng nghĩ rằng là mọi người đều ủng hộ, mọi người đều bảo hãy trao quyền cho Afghanistan đi, đấy là một cách nghĩ đơn giản nhẹ nhàng, nhưng trao như thế nào, khi nào, có bộ máy hay cách thức như nào đó. Thế cho nên tôi nghĩ rằng là cái này cũng nên nghĩ nó kỹ hơn. Tại sao người Việt, ôi trời ơi, này, ở Việt Nam nó có tượng đài Paul Newman, lại quay lại câu chuyện Paul Newman này. Paul Newman là một trong những tổng thống, một trong những nhân vật mà có nhiều tượng đài, nhiều tên đường, nhiều nhất nước Pháp các bạn ạ. Nhiều nhất nước Pháp. 25.000 tên đường, phố, tòa nhà, trường học, bệnh viện, công viên, tất cả công trình công cộng ấy, mang tên Paul Newman ở nước Pháp. 25.000 các bạn ạ. Tôi nhấn mạnh này. 25.000. Kinh khủng không? 25.000. Ở Việt Nam có. Ở Việt Nam tượng Paul Newman ở chỗ vườn hoa của Lý Tự Trọng bây giờ. À, Lý Thái Tổ bây giờ. Tôi nhớ không nhầm. Tôi không nhớ chính xác. Nhưng mà tôi nhớ là không nhầm ở đấy. Nhưng mình lật đổ. Bị năm 45 thì chúng ta lật đổ cái tượng của Paul Newman. Cái tên cầu Paul Newman nó cũng thay đổi. Giống như kiểu cái phố ở Tràng Tiền ấy. Phố Tràng Tiền là phố Paul Be. Toàn quyền đầu tiên, toàn quyền số 0 ở Việt Nam, chưa gọi là số 1, đấy là số 0, thì đặt tên cho phố Tràng Tiền trước cửa nhà hát lớn ấy. Đấy thì ở Việt Nam là thì giải thích với bạn là như vậy. Ở Việt Nam có nhiều tượng đài mang tên ông mà đẹp lắm các bạn ạ. Các bạn nhìn cái tượng đài của Paul Newman, của Paul Bo, trời ơi, Paul Bo cũng là toàn quyền mà ông ta là một nhà khoa học, là một nhà vi sinh học, sinh học, thực vật học. Mặt mũi như nhà khoa học ấy, ông ta nổi tiếng nhất là nhờ là một nhà khoa học, chứ không phải là toàn quyền. Đấy, mà rốt cục là cái tượng nó đẹp như vậy, nhưng mà trong cái năm, cái lúc mà chúng ta làm gì nhỉ? Cái tuần lễ kháng chiến hay cái gì ấy, thì toàn bộ cái tượng đấy là bằng đồng ấy, thì được cho vào để nấu đồng, để làm vũ khí ở Việt Nam thời kháng chiến chống Pháp. Tại sao người Việt đang lãng quên văn hóa Đông Dương? Tôi không trả lời được, tôi không biết được. Câu hỏi 11 về tầm nhìn vĩ mô, ông quản lý rất tốt khi có cách nhìn về thuộc địa Đông Dương rất chi tiết và chính xác, nhưng làm thế nào ông ta huy động được các nguồn lực thực hiện? Đấy, tôi vừa nói mà, kinh nghiệm tôi vừa trả lời rồi đúng không? Cái này thì trả lời rồi. Đây, con người tuyệt vời mà, những con người tài năng, phần nào đó tôi nhìn được ở trong Paul Newman, giống như Alexander Hamilton ấy.
hai ông đều làm bộ trưởng bộ tài chính các bạn ạ. Nhá. Hamilton làm bộ trưởng bộ tài chính Mỹ khi mới có 32 tuổi. Paul Newman làm bộ trưởng bộ tài chính Pháp khi 38 tuổi. Mà ông ta có cái quan điểm về đánh thuế ý xì nhau. Hamilton đánh thuế, Paul Newman đánh thuế, mà cái câu này vui là trừ ước mơ. Tôi có thể đánh thuế mọi thứ trừ ước mơ. Vì sao? Vì tôi lấy tiền đấy để thu, để làm những việc này việc kia. Ông ta có tầm nhìn, có kế hoạch, giống như tôi vừa nói đây là quá khứ của ông ta, connecting the dots đấy, cái lý thuyết của Steve Jobs ấy. Connecting the dots, một bạn nào vừa nhắn đấy là Steve Jobs cũng gọi là tạm gọi là con mồ côi, người cha sinh ra, cha mẹ sinh ra nhưng không nuôi, bỏ đi ấy, để con người gây gớm ấy. Sau khi đọc cuốn hồi ký thì ông Paul Newman làm được rất nhiều, vậy tại sao các toàn quyền trước đó không làm đấy, tôi vừa nói mà, do con người các bạn ạ, nhé, do con người. Do con người là gì? Bởi vì con người nó hội tụ trong mình sức khỏe nhé, phải có sức khỏe, để sức khỏe. Thứ hai, phải có tư duy, có tầm nhìn, có ý chí, có tham vọng. Thế ông ta có nhiều người cũng giỏi, tôi nghĩ là nhiều người giỏi đó, nhưng họ chả muốn làm, họ làm cách vừa phải thôi. Thứ ba nữa là phải có kết hợp, là ông ta phải có tầm nhìn về tài chính. Tôi rất tiếc là kể cả chúng ta bây giờ nhiều người chả có tư duy về tài chính gì cả. Không có tiền thì bây giờ làm cái gì, chả làm được cái gì cả. Đấy, cho nên là không có tư duy về tài chính. Cho nên Paul Newman chắc là một trong toàn quyền duy nhất. Tôi không biết chắc là ai, nhưng tôi trong những cái toàn quyền tôi đọc ấy thì chưa có ai, nhưng Paul Newman chắc là một trong toàn quyền duy nhất đã từng làm bộ trưởng bộ tài chính, một người chuyên tài chính, cả cuộc đời chỉ làm tài chính. Ông ta biết thu thuế, đánh thuế như nào, cách thức là như thế nào. Cái thứ hai, ông ta học trường kinh nghệ. Ông ta học phú tài toán, tốt nghiệp toán với khoa học. Thế thì làm với con người mà nó kết hợp được những cái yếu tố như vậy, làm cho cái tài năng cộng với môi trường, và cộng thêm với môi trường này thì không có sự chống đối các bạn. Ít sự chống đối quá, ít chống đối quá. Chống đối ở Pháp không có, chống đối ở Việt Nam không có. Một người toàn quyền mà hội tụ các điều kiện, nó giống như may mắn á, 5 năm ở Việt Nam, sự chống đối ở Việt Nam không có. Bộ máy con người đang chấp nhận, nó giống như kiểu là tôi dùng từ là độc tài thông thái á. Ở nước Pháp người ta bỏ mặc Polymer, ông thích làm gì thì ông làm, miễn là ông đi ra khỏi đây. Người Pháp có thể rất nhiều người giỏi nhé, các bạn biết này, ở đâu cũng sẽ người giỏi, nhưng có làm không, họ có về, họ có sang Đông Dương không, giống như bây giờ ấy, chắc là chúng ta sẽ có một số người giỏi nhé. Nhưng liệu chủ tịch tỉnh ở trong tỉnh Nghệ An ấy, ví dụ tôi xin lỗi ở Nghệ An, em có nhiều Nghệ An quê tôi rất là nhiều giỏi, nhưng liệu có về quê không về quê, có về quê không về quê, thế là giỏi nhưng mà lại không về quê. Thế thì về quê nó khác. Cái câu chuyện là cách thức là như vậy. Thế cho nên ông ta là người hội tụ các điều kiện, từ may mắn, từ thuận lợi, từ nhóm, từ độ tuổi. Nên sau này 60 tuổi, 70 tuổi ông ta muốn chả làm được nữa, có muốn cưỡi ngựa đi dọc nước Việt Nam không đi được nữa, muốn làm việc mỗi một ngày 14, 16 tiếng không làm được nữa. Cho nên nó kết hợp, tôi dùng từ là phải hội tụ các điều kiện lại với nhau cho cái việc này. Polymer là cánh tả, nhưng sau này dần dần dịch chuyển sang cánh hữu. Cái này là tâm lý chung, tâm trạng chung, cái quan điểm chung về sự dịch chuyển về mặt chính trị của con người thôi. Thông thường đối với con người ấy, thường bắt đầu từ cánh tả khi trưởng thành hơn nhé. Trưởng thành hơn là tuổi tác nhiều hơn, tiền bạc nhiều hơn, địa vị nhiều hơn, hiểu biết nhiều hơn. Đấy, người ta bảo thủ dần hơn, người ta bắt đầu chuyển sang cánh hữu. Đấy là xu thế nhé. Xu thế chung của một con người là thường là chuyển từ tả sang hữu, chứ ít khi nào mà theo hành trình là từ hữu sang tả. Khi chúng ta trẻ, tôi tự tin nghĩ là tôi, nhà chúng ta hơi trẻ, thời chúng ta là sinh viên đấy, 17, 18 tuổi, tinh thần chúng ta tự do lắm, phải thế này, phải thế này. Dần dần chúng ta cảm nhận được cuộc sống nó không phải như vậy, chúng ta cần phải yên ổn hơn, chúng ta cần phải thế này hơn, rồi có gia đình, rồi đủ mọi thứ. Cho nên chúng ta dần dần chúng ta sẽ bảo thủ hơn, chúng ta dần dần dịch chuyển sang cánh hữu. Giống như hôm trước tôi mô tả là cái spectrum về chính trị ở trên thế giới ấy, từ tả sang hữu là như này. Paul Newman khác gì so với người khác, tôi giải thích rồi đúng không? Người ta là một khác, rất khác biệt. Nhưng phải nói thêm này, ai đó đi các bạn ấy, nên nghiên cứu thử. Ở Việt Nam người ta tính ở Đông Dương ấy có tất cả là 5 toàn quyền nổi tiếng: Khodorkovsky, Polbo, Anbesaro, đặc biệt là Anbesaro. Anbesaro có một cái cuốn hồi ký về Đông Dương. Chúng tôi hy vọng là Omega cũng sớm xuất bản được. Hay lắm. 5 người thôi, chứ còn những người khác thì chắc là không đáng kể. Tôi không nhớ hết nhỉ? Grossman này, Paul Newman này, Khodorkovsky này, Polbo này và Anbesaro, nếu tôi không nhầm. Đấy, thì 5 nhân vật như vậy, nhưng tôi không nghiên cứu hết được. Tôi tin rằng là Anbesaro cũng là một nhân vật rất đặc biệt. Các bạn biết cái trường trung học Anbesaro ở trước dinh toàn quyền và bây giờ trụ sở Trung đảng ấy, Anbesaro cũng là nhân vật đặc biệt. Tôi nói thật là tôi chưa nghiên cứu về họ. Tôi chỉ biết rằng là có một vài người như vậy thôi. Có câu 16, có những người đánh giá Pháp khai thác thuộc địa, nhưng cũng có những người cho rằng Pháp đã khai phá văn minh.
tùy quan điểm mà như tôi vừa nói nhé. Cái thứ nhất là khai thác thực địa thì đúng thôi. Chúng ta mua một mảnh đất nhé các bạn, chúng ta bỏ tiền ra chúng ta mua mảnh đất thì bây giờ sẽ có nhiều bạn giàu có một chút tiền, chúng ta mua một mảnh đất ở ở đâu đấy, giống như tôi có một mảnh đất ở Trại Muỗi đi. Thế thì tôi chỉ có rốt chúng tôi mới không khai thác. Chúng tôi phải khai thác chứ. Chúng tôi phải bóc lột cái mảnh đất này. Đấy, tôi dùng từ bóc lột mảnh đất ấy, chứ phải bóc lột con người. Bóc lột mảnh đất này để nó phát triển, tôi trồng cây, xây nhà này kia để có tiền. Thế để có tiền thì nó có hai kiểu. Kiểu thứ nhất là mình dành giúp tiền kiếm được ở đâu đấy á, thế xong rồi xây nhà xây cửa trên mảnh đất này. Đa phần mọi người là thế, đa phần mọi người kiếm tiền ở đâu đấy xong rồi mình xây nhà xây cửa. Nhưng có loại người là rất là người nông dân ấy, người bình thường ấy, người ta tìm cách phát triển mảnh đất này này, cho thuê này, trồng lúa này, trồng cây này, có lại làm cái gì đấy, xong lấy tiền để nuôi dưỡng phát triển mảnh đất này. Đấy, thế thì cái định nghĩa bóc lột là gì? Thì đúng, nếu như nói rằng là người Pháp lại ra sang đây, ông phải đứng bóc lột, ông phải mang tiền từ mẫu quốc sang. Làm gì có chuyện đấy, làm sao có chuyện mẫu quốc, nó bảo là Hạ viện Mỹ là người Hạ viện Pháp, làm sao mà cho tiền, nên là tiền của đâu quốc xong lại sang lại nuôi người dân thuộc địa, không có. Thế còn dân thuộc địa mà nộp bao nhiêu thì tôi nghĩ rằng là tùy từng cái thời thuộc địa, tùy từng thời giai đoạn, nộp nhiều hay nộp ít là do quan điểm, do chính phủ Pháp, do lực lượng cánh tả, cánh hữu, do quốc hội, do gì đấy để quyết định rằng là Đông Dương, ví dụ như người Pháp mà tham gia chiến tranh thế giới thứ hai, thứ nhất ấy, nhá. Riêng chiến tranh thế giới thứ nhất ấy, thì Pháp đánh nhau với Đức mà cần nhiều tiền, thế thì chỉ đạo chung đấy là các địa nộp tiền về cho cái quốc. Người Việt Nam bắt đầu có cả một trung đoàn đại đội nhỉ, tôi không nhớ đại đội hay là bao nhiêu người ấy, không nên nói đại đội đâu, là phải đi lính sang bên Pháp. Tôi có một cái người ông già, ông sọ xa. Khi tôi còn bé 10, 12 tuổi, bố tôi đến đưa dẫn tôi đến cái ông đấy. Nhà ông đấy ở đâu đó, ở Gò Đống Đa, ở chỗ Ô Trợ Dừa, đúng không? Ở Ô Trợ Dừa. Thì bảo với tôi là, Bình ơi, ông này này, cái thời xưa ông ấy đi được sang Pháp, là đánh trận ấy, như kiểu lính khố xanh, khố đỏ ấy. Xong rồi đưa sang bên Pháp để tham gia cái cuộc chiến tranh, chúng đánh nhau từ thời gì đấy. Đấy, cho nên là cái thời bóc lột thì không bóc lột. Thế còn tôi nhìn thấy là mấy chuyện thôi. Thứ nhất là khai phá văn minh, tức là chúng ta nên cân bằng cả hai. Họ cũng phải khai thác bóc lột chứ. Trước thời Polymer thì bóc lột thì không nộp tiền về đâu. Họ như tôi nói là tổng toàn quyền khác ấy, thì xin tiền mẫu quốc, xin tiền mẫu quốc về cho vận hành đất cái xứ Đông Dương. Nhưng Polymer thì quyết định rằng là phải lấy tiền ở đây, xong nuôi dưỡng ở đây, phát triển ở đây. Đấy, thì tiền, nhưng cái quan trọng là tiền đấy đi từ đâu, nó có công bằng hay không, mà chẳng có cách nào khác đâu việc đấy cả. Và vì thế ông ta chọn một cái giải pháp để đánh thuế, thì tôi nghĩ là cũng tương đối công bằng thôi. Ông ta khai thác thổ địa là tất yếu rồi, chả cách nào mà không khai thác cả. Mà dù Polymer không khai thác thì người Pháp sang Việt Nam, những người khác nhất, những nhà kinh doanh, những chủ đồn điền, nó cũng sẽ khai thác thôi, chứ chả phải là Polymer. Thế còn là khai thác và phát triển về văn minh thổ địa thì tùy từng toàn quyền. Nhưng từ góc độ của tôi coi rằng Polymer là một trong, nếu không phải là số một, thì cũng là một trong một hai người là có đóng góp mạnh mẽ vào cái quá trình phát triển nền văn minh ở Việt Nam, lập ra Viện Viễn Đông Bắc Cổ này, rồi Đại học Đông Dương, mở đường cho Đại học Đông Dương, rồi Đại học Y thế này kia. Đấy. Thế hệ trí thức đầu tiên ở Việt Nam được đào tạo ở Pháp công dương 17 là Lê Thước, Lê Thành Ý, là cha của ông Lê Thành Khôi, rất nổi tiếng đấy. Mà Mác Lệnh Cụ Lê Thành Khôi, sau lưng tôi này có cái quyển của Nhã Nam xuất bản, cái cuốn thôi. Cuốn này của Nhã Nam là rất là tuyệt vời. Đây là một cuốn rất là hay, các bạn nên đọc ấy. Đấy, thì cái cuốn về của Lê Thành Khôi rất là nổi tiếng. Thế thì họ là những giáo sư tiến sĩ đầu tiên, đúng nghĩa là rời đại học này, họ đại diện nhất đầu tiên rồi bao nhiêu. Tôi không biết câu này chưa trả lời được, câu hơi khó. Bài trò đóng góp câu số 17 tôi hứa với các bạn, hôm nào tôi viết ở trên Facebook nhé. Thì quyết định của Polymer tác động đến xã hội Việt Nam trong nhiệm kỳ ông thì tôi giải thích rồi. Tầm nhìn chiến lược của tuyến đường sắt thì kinh khủng lắm. Nó nối bây giờ các bạn hình dung là mãi đến bây giờ 100 năm sau hệ thống đường sắt của Việt Nam vẫn y như trước, rất tiếc, chẳng khác gì cả. Lẽ ra Việt Nam là phải có những cái con đường nó phải phát triển gấp 5, gấp 10 lần. 100 năm sau mà gần như toàn bộ, mà hình như là toàn bộ, chả phải là gần như toàn bộ hệ thống đường sắt của Việt Nam y xì ngày xưa. Thì rất tiếc. Thế sau này bây giờ nó hình thành là cái hệ thống đường sắt liên châu Á đấy, nó có đường sắt nối với thế giới ấy. Và đến bây giờ chúng ta vẫn chưa có cái đường sắt là cao tốc Bắc Nam, chưa có nâng cấp được. Cho nên là tầm nhìn của ông ta trong cái đường đường sắt Vân Nam với đường sắt Hà Nội là chắc chắn rồi.
Bây giờ các bạn biết là cả một cái nhánh từ Lào Cai đi sang bên Vân Nam, đi lên trên sang bên Trung Quốc, thứ này nó là buôn bán thương mại. Tôi nghĩ là tầm nhìn của ông ta thì chắc là tuyệt vời rồi, làm sao mà không 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 tuyệt vời nữa. Giống như bây giờ tôi ai đang làm chủ tịch huyện nhé, các bạn làm huyện hay làm tỉnh đi, thì các bạn tự vẽ trên bản đồ, tức là rất là đấy là cái câu chuyện ABC về mặt nguồn lực ấy. Vẽ ra đầu tiên là vẽ trung tâm dân số nhé, dân số như kiểu Hà Nội, Sài Gòn ấy. Trời ơi, đất nước mình hai cái đầu tàu như này thì đương nhiên sẽ phải có cái cầu hàng không rồi, có cái đường nối hai liền, tôi phải suy nghĩ, chả phải suy nghĩ gì cả. Thế, thứ hai nữa là vẽ kinh tế nằm ở đâu, hàng hóa ở đâu, thế hàng hóa ở đâu cứ nối với nhau thôi là dòng chảy lúc này các bạn này, chỉ nối với nhau là thành dòng chảy thôi nhé. Nối với nhau ba thứ, một là con người, chúng ta vẽ trên bản đồ của chúng ta này, bản đồ đất nước được, hay bản đồ huyện này, bản đồ xã thế này, hay bản đồ tỉnh này. Thế thì vẽ xã nào nhiều người, chỗ nào nhiều người, thế thì mình tự vẽ chéo là tự nhiên biết là dòng người nó phải chạy như nào. Thứ hai là dòng hàng hóa, thứ ba là dòng tiền. Thế thì những cái dòng như thế nó chảy ra thì nó sẽ suy ra thôi, cho nên tầm nhìn thì tất yếu ấy. Các bạn làm gì có đường nào khác mà đi dọc cái đường sắt Vân Nam đi, các bạn đã đi chưa? Tôi đi từ Trung Quốc qua cái đường đấy rồi, đi suốt từ cái phía Vân Nam Trung Quốc cái thứ này nọ về Việt Nam đấy, tôi cũng đi theo cái đường như vậy. Hình như là nhiều câu hỏi quá, tôi tạm dừng ở đây bởi vì có nhiều 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 câu hỏi trực tiếp ở đây nhỉ, thì muốn nhường lời cho mọi người. Bạn nào muốn phát biểu nhỉ? Ở đây có ai phát biểu không? Nhiều câu hỏi hay quá. À, Ngọc anh, Ngọc để cho mọi người phát biểu hộ anh cái, nếu phải anh nói nữa. Ở đây có ai nói thì đề nghị là nói hộ anh. Thì người mọi người nói hộ nhà mình nói hơi nhiều. À, mời bạn Thắng này. Các bạn phát biểu, những bạn nào phát biểu thì cứ giơ tay nhé. Anh đợi em một chút ạ. À, anh ơi, trong lúc đấy thì anh có thể nói thêm về việc xây dựng cầu Long Biên được không? Còn nãy có một bạn bạn ấy Có đặt gì câu đâu, hỏi ạ. cầu Long Biên chẳng có gì mà nói cả. Thứ nhất là mình không định là tập trung chính vào cái quá trình xây dựng cái cầu như thế nào nhé. Tôi nói lại là để nói về cầu Long Biên ấy thì nó có hai cái kiểu nói. Cái nói thứ nhất là nói về tầm nhìn, về chiến lược, về ý định sân. Thế còn nói thứ hai nói về kỹ thuật thì tôi trả lời là tôi không định nói về kỹ thuật xây như thế nào, xây trụ như thế nào, móng như thế nào, không biết. Tôi không biết cái việc xây đấy, cái đấy gọi là mình không phải là người nghiên cứu về vấn đề về kỹ thuật. Nhưng tôi nói về tầm nhìn nhé, là thế này này nhé. Ông ta vẽ, các bạn biết cái câu chuyện của Park Chung Hee sau khi mà vẽ cái hệ thống đường cao tốc từ 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 Seoul xuống Busan chưa? Tôi sang nhé, mình sang bảo tàng, cái nhà bảo tàng của Park Chung Hee ở đấy, người ta vẫn giữ một cái tờ giấy. Tờ giấy tôi chắc là tờ giấy thật đấy, chứ chắc không phải là họ làm giả đâu. Ông Park Chung Hee ông ấy vẽ cái sơ đồ của cái nước Hàn Quốc này, vẽ là dài dài đây này, xong ta chấm đây, đây là Seoul, đây là Busan. Thế xong ông ta lấy cái thước, ông ta nối một cái đường, thế ông ta bảo làm cái đường cao tốc như thế, thế là xong. Thế nên mình mới ngạc nhiên, mình bảo không phải là chỉ thế đâu, ông ta vẽ ở trên đấy là nói lại nhé, ông ta vẽ là Seoul nằm trên này này, Busan nằm dưới này này, xong rồi chỗ này mấy cái thành phố lớn ấy, xong ta vẽ đường ngang và đọc lấy trước cái kệ, ông ta bảo là làm cái đường cao tốc như thế. Rất đơn giản. Thế thì với cô nuôi mẹ thì thôi, thứ nhất là cái cảng biển quan trọng nhất ở miền Bắc là cảng gì, chả có cảng gì khác ngoài Hải Phòng rồi các bạn ạ. Rất đơn giản, cảng đường gì, Hải Phòng, cao cái gì có Hải Phòng rồi. Các bạn phải biết là cái động lực kinh tế của Việt Nam kể cả thời cải cách nhé, đến năm 1986, thậm chí kể cả nhiều năm sau này ấy, Hải Phòng vẫn là cửa biển, vẫn là cánh cửa của Việt Nam ra với thế giới. Mãi sau này 10 năm gần đây, 15 năm gần đây nó mới dịch chuyển lên trên Quảng Ninh, mới lên Vân Đồn, mới lên các nơi thôi, chứ còn là ngày trước là ở Hải Phòng. Bây giờ thì Hải Phòng thì đành là không còn cảng nước sâu nữa, cho nên là cái vực vận chuyển vào Hải Phòng nó không còn được nữa, chứ còn Hải Phòng. Thế thì ông ta phải nhìn ngay là thấy ok, chẳng có đường nào khác mà phải làm một cái con đường từ Hà Nội đi Hải Phòng. Đấy, muốn làm Hải Phòng làm đường sắt đi, đường bộ, mà muốn làm thì vào với cầu qua 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 sông Hồng thế thôi. Ông ta rất đơn giản. Thế thì còn lại làm như nào thì có mấy thứ này. Một là ông ta biết chắc chắn phải làm cầu. Thứ hai, ông ta cũng ước lượng rằng tiền phải làm bao nhiêu, ông ta thu xếp tiền chứ, con người nó phải thu xếp tiền chứ. Thứ ba nữa, ông ta cũng hiểu rằng phải đấu thầu, ông ta mới thu xếp là làm thế nào để connect, để vận động các cái nơi Pháp, người Pháp ấy, để mà vẽ thiết kế cầu, cái cầu mà bạn biết cái câu chuyện đấy là cái cầu đẹp tuyệt vời. Các bạn có biết không, đấy là Hà Nội là thành phố của châu Á đầu tiên mà có đèn điện ngoài đường. Đấy, đèn điện ngoài đường rất hay, đèn điện ngoài đường. Là sau đó ông ta lập ra cái nhà máy điện Yên Phụ. Thế cho nên tôi nói lại này,
ông ta vẽ chắc chắn rằng phải có một cái con đường đi Hải Phòng, nhập khẩu hàng hóa mà làm gì có đường nào khác, các bạn biết tất yếu, giống như kiểu thủ tướng bây giờ là Phạm Minh Chính sẽ phải phát triển ở Quảng Ninh ấy, thì đầu tiên là câu chuyện ABC trong việc mà hoạch chính sách đấy, tôi dùng từ là câu chuyện ABC. Thứ hai nữa là muốn làm ấy thì Hải Phòng là cả cảng rồi, chỉ phải làm cái đường ra Hải Phòng, làm cái đường sắt ra Hải Phòng, muốn làm ấy thì làm cái cầu ở ở ở sông Hồng, thế thôi, chuyện chả có gì cả. Thế còn lại làm như thế nào, còn cái kỹ thuật thì tôi không định bàn thêm và mình cũng không nghiên cứu về kỹ thuật, mình thấy rằng là rất khó. Thế nhưng mà ông ta tuyên bố rằng là sẽ làm được thì ông ta làm được thôi đấy, thì trả lời về cái câu là như thế. Thì còn mời bạn nào phát biểu nhỉ, đây còn nút nào giơ tay nhé, các bạn cứ lần lượt bạn giơ tay nhé, thì cảm ơn anh. Ok, mời bạn. Và cảm ơn anh Bình, em tiếc là vào muộn hơn vẫn một chút, bỏ lỡ mất vài thứ hay ho. Em nhân nói chuyện về cầu Long Biên thì em xin chia sẻ là nó không đơn thuần chỉ là câu chuyện về kinh tế, mà em có đọc được một vài tài liệu thì khi họ có nhắc đến cây cầu này thì nó gần như là một biểu tượng chinh phục Đông Dương. Bởi vì sao? Bởi vì một chi tiết rất là thú vị là họ nói rằng là khi mà họ đặt được những cái dầm đầu tiên lên ý, và Hà Bá đã phải bị khuất phục trước cái sức mạnh của người Pháp, thành ra là nó cũng mang một chút gì đấy biểu tượng. Em nghĩ là nó mang một chút biểu tượng là cái sự chinh phục, họ đã chinh phục được dòng nước rất là hung dữ thời điểm đó. Đấy là một cái tài liệu em tìm được, em xin chia sẻ. Thì em muốn hỏi một sâu thêm một chút nữa, bởi vì cái cầu Long Biên thực sự hiện tại là nó rất là kém, và em là bản thân em là hướng dẫn viên du lịch. Người Pháp khi sang đây họ cực kỳ quan tâm tới những di sản còn lại, họ rất là muốn được thăm cầu Long Biên, nhưng khi để đi thăm cầu đó thì cực kỳ nguy hiểm, không còn đường nào khác là phải đi bộ. Thế thì cảm thấy là một cái gì đấy nó rất là lãng phí, và có gì đấy là hơi chúng ta khai thác nó cạn kiệt quá. Thì em muốn biết là cái sắp tới là có một cái dự án cải tạo lại cây cầu đó, thì anh có một cái thông tin gì chia sẻ thêm, và em nghĩ rằng là làm một cách nào đấy để giữ được cây cầu đó, biến nó trở thành một cái giá trị gì đấy rất là lớn, rất nhiều ý tưởng, có thể là biến thành một cái bảo tàng nơi hoạt diễn ra hoạt động văn hóa đấy, là em cảm ơn anh. Anh cũng không dám chắc là anh biết hết được mọi thứ, thế nhưng mà anh đồng ý rằng là cái cầu ở đây nó là một cái biểu tượng. Anh đồng ý rằng là sau này, thậm chí đôi khi người ta sau này anh không dám chắc được là Polymer có viết thực sự đấy là coi ban đầu đó không, mặc dù ông ta chỉ coi ban đầu đấy là nó nhất định phải làm là con đường, nhưng làm sao tận dụng được là cái cầu đấy trở thành một cái biểu tượng, có thể là sẽ bao gồm vừa đạt được mục tiêu về giao thông vận chuyển thế này kia, nhưng vừa là cái biểu tượng, vừa là cái thứ mà chinh phục niềm tin của người dân An Nam. Bởi vì ban đầu mọi người đều nói rằng là ông không thể làm được cái cầu này đâu, rồi làm sao mà làm được thế này thế kia. Thì cái câu chuyện này tôi cũng liên quan, anh kể trên thêm để cho mọi người biết cái câu chuyện về tháp và tháp đôi Petronas ở Malaysia nhé. Câu chuyện này thì anh cũng tìm hiểu, anh không dám chắc là 100% đâu, nhưng anh đọc được một cái tài liệu như thế này. Mahathir Mohamad khi lên làm thủ tướng Malaysia năm 1981 ấy, thì xác định rằng ở Malaysia có hai cái dân tộc, đấy là người Mã và người Hoa. Hai dân tộc đấy phải chung sống, phải đoàn kết lại với nhau thì mới là hòa hợp với dân tộc. Một đất nước, ông ta tuyên bố rằng đất nước Malaysia không thể phát triển được nếu không có sự bắt tay hợp tác, đoàn kết, hòa thuận giữa hai người, đấy là người Mã và người Hoa. Và họ cùng xác định với nhau rằng người Mã sẽ phải nắm quyền về chính trị. Đấy, các bạn biết là thủ tướng đều là người Malaysia, người Mã, gốc Mã. Thế nhưng người Hoa họ chấp nhận người Hoa là nắm quyền về mặt tài chính. Nhưng ông ta chỉ đạo cái tập đoàn Petronas là hãy xây dựng cho chúng tôi, cho ta, cho đất nước mình một cái biểu tượng của quốc gia, một biểu tượng của cái tập đoàn, nhưng thể hiện là nối. Các bạn biết là cái tòa tháp đôi có nối là biểu tượng cho cái sự đoàn kết giữa hai dân tộc. Đấy, tôi nói là ví dụ như thế. Để mà cũng phần nào đó Polymer, một con người vĩ đại ấy, có thể đâu đó họ luôn luôn nghĩ trong mình là một cái biểu tượng nào đấy. Họ làm một cái gì đấy phải có một cái biểu tượng nào đó. Chủ tịch tỉnh, chủ tịch nước hay ai đó đều định làm cái gì đó đều muốn để lại một dấu ấn. Đúng không? Ai cũng sẽ muốn để lại dấu ấn. Thì có phần nào đó tôi đồng ý là cái thứ như vậy. Cái thứ hai đúng là có nhiều dự án, không phải là một lần một. Có nhiều đề xuất, nhiều lần đã từng đề nghị là biến cái cầu Long Biên ấy là thành cái bảo tàng, rồi rất nhiều cái ý kiến người Pháp. Thì tôi xin kể thêm là chi tiết này tôi không biết, tôi biết chắc chắn là các bạn nên, người mà các bạn có thể gặp ấy, nên gặp anh Dương Trung Quốc. Anh Dương Trung Quốc thì biết tương đối tôi kỹ về việc này, nhưng tôi kể ngoài lề mấy chuyện khác để bạn hiểu về câu chuyện hơn, rộng hơn. Ngay sau nhà tôi ấy, ở trên Ba Vì, nó có rất là nhiều biệt thự Pháp nhé. Các bạn biết câu chuyện
thư pháp ở trên Ba Vì không nhé, rất là nổi tiếng. Nó có sau này chính nó là trở thành một cái khách sạn là Melia ở Ba Vì, rất là đẹp ấy, nó xây dựng trên cái nền biệt thự cũ. Thế thì người Pháp nhé, không chỉ người Pháp đâu mà nhiều người Việt Nam cũng vận động là hãy xây dựng lại cái hệ thống biệt thự ở Ba Vì, nhưng xung đột với cái quy định của chúng ta về về rừng, về Ba Vì, cái quy định về rừng quốc gia Ba Vì. Thế thì đối với ở Việt Nam thế quá nhiều ý kiến, quá nhiều lập luận hoặc không đủ mạnh mẽ nào đó khiến cho chúng ta bị cản trở trong cái quan điểm này. Thì tôi kể này, chúng tôi mới xuất bản cuốn Sứ Đông Dương này mới được khoảng độ 5 năm nhé. À, anh mới xuất bản 5 năm. Các bạn thử Google thử search và xem. Ngay trên một tờ báo, tôi không tiện nói tên, các bạn có thể Google thấy một tờ báo chỉ đích danh tôi là người mà đã bào chữa, mình bảo dùng tờ báo chữa thì mình có to đâu, mình không được cái chức to đấy, đã bênh vực cái, đã bảo hộ hay đã mang lại cái ánh sáng hay cái gì của giới thực dân ở Việt Nam đấy, một cái ông giám đốc một cái nhà xuất bản đã làm một cái cuốn sách mà lại bào chữa cho những tội ác của thực dân Pháp ở Việt Nam. Nói thế để các bạn biết rằng ở trong suy nghĩ chung của chúng ta cũng chưa chắc mọi thứ đã được thuận lợi. Tôi không nói là cầu Đông Long Biên nó như thế, nhưng tôi nghĩ rằng là đâu đó có thể có lợi ích nhé. Chúng ta phải xét thêm mấy thứ. Thứ nhất là những xung đột khác biệt nhau về quan điểm về văn hóa, về chính trị, đấy là một chuyện. Thứ hai, khác biệt với nhau trong cái quan điểm về mặt kinh tế. Có thể có nhóm khác muốn kinh doanh tốt hơn thì sao? Có nhóm này có ý tưởng thế này thì sao? Rồi cái tầm nhìn của cái đất nước mình, của thành phố Hà Nội. Cũng nói thêm là cái đây khoảng độ 6 năm khi anh Hoàng Trung Hải lên làm bí thư thành ủy, tôi được biết là một người bạn anh Hải có nói lại là bí thư thành ủy rất mong muốn có một nhóm trí thức ở Hà Nội nói được về một cái tầm nhìn của thủ đô trong 50 năm tới, cho đến năm 2045 hay gì đó như thế nào, mà vẽ một cách hay ho chứ không chỉ là nào đó đất nước phát triển từng này tiền hay cái gì đó. Nhưng rất tiếc là lúc đấy bản thân tôi cũng là một trong những người mà gặp gỡ, nhưng chúng tôi thấy là một cái tầm nhìn thế vẽ khó quá. Cho nên chỉ trả lời lại là biểu tượng thì ok. Thế còn là vì sao thì các bạn nên tìm hiểu kỹ. Có thể có nhiều người cũng muốn làm, các nhóm nó chưa được đồng thuận với nhau, phải có một cái giải pháp đồng thuận. Thứ hai là sự hiểu biết về văn hóa của những nhà lãnh đạo. Các bạn phải hiểu biết. Các bạn có nghe tôi nói lại ngày xưa, trời ơi những cái bức tượng của Paul Ve các thứ đẹp rồi, kể cả là bà tượng nữ thần tự do ấy, ở Việt Nam có tượng nữ thần tự do một dân nổ đấy. Các bạn biết là do hiểu biết của mọi người thích xây một cái gì đó, xây một cái tòa tháp, các bạn biết rồi, nhiều người muốn xây cái này xây cái kia, cho nên phụ thuộc vào văn hóa tri thức của nhà lãnh đạo nữa chứ không phải không. Thì tôi không biết trả lời như nào, nhưng bạn nên tìm hiểu. Tôi chỉ biết rằng là đã có nhiều ý tưởng cho cái việc đấy rồi, hoặc ngay cả những cái khu biệt thự Pháp người ta muốn lập lại mà còn không được đấy, một số tên đường phố Pháp cái gì đấy mà muốn lập lại không được, mà mình, họ có công hay họ là nhà khoa học giống như kiểu Einstein hay là Pasteur ấy, chứ không phải là thực dân đâu, không phải là Francis Garnier đâu. Francis Garnier thì thôi bị giết ở Cầu Giấy thì thôi bị xóa tên đường đi, nhưng mà nhiều người có công với đất nước mình mà xóa bỏ hết. Hay là cái quảng trường Pushinier ấy, các bạn biết cái quảng trường Pushinier là ông ấy làm cái này kia. Tất nhiên là Pushinier thì có thể còn căng thẳng hơn, cái tên của Pushinier thì còn được không được như Polymer. Thì tôi tạm dừng ở đây, mời bạn nào đấy nhỉ, đây có bạn Thắng nhỉ. Bác Bình à, đọc và nghiên cứu Bonduma, nhưng mà bổ sung thêm một chút là có mấy cái tình tiết này mà mọi người cũng quan tâm một chút là sau khi mà Pháp chiếm Nam Kỳ rồi bắt đầu đánh ra Bắc Kỳ, sau đó trận mà chiếm khởi động của Tôn Thất Thuyết và vua Hàm Nghi ở đồn Mang Cá, sau đấy thì Cần Vương sau đó quay ngược lại là chiếm Trung Kỳ, đặt chế độ bảo hộ. Và đến bác nói là bắt đầu dịch chuyển chế độ bảo hộ và quan toàn quyền ra ngoài Hà Nội. Thực ra Bonduma sang Việt Nam còn có một cái nhiệm vụ rất cao cả mà của cấp tiến của Pháp ấy. Đó là sau khi Pháp Thanh đánh nhau năm 1885 đấy, thì sau đó Pháp Thanh bắt đầu Pháp làm một động tác mà cũng rất buồn cho Việt Nam chúng ta, đó là sau nhà Nguyễn thì lãnh thổ chúng ta to hơn như này nhiều, và sau đó vẽ lại, đương nhiên phần được phần mất, chúng ta được thêm Lai Châu, chúng ta được thêm phần Điện Biên cũ của Đại Lý, rồi Nam Chiếu là hoàng về chúng ta, và cái phần mà chúng ta bị tóp lại ở phần miền Trung, may là còn lại chút Tây Nguyên, chứ chúng ta mất Trấn Binh, Trấn Biên, Trấn Ninh, Trấn Diên các thứ ở phần kể cả thuộc hết sang bên Lào. Thì xứ Đông Dương lúc đấy thì Bonduma có như bác nói là mở một đường sắt, mình thấy rất là kinh khủng. Chỉ trong 9 năm 1900,
901 đúng không? Đến năm 1910 là xuyên song đường, trong đó có 390 km nằm tại Việt Nam, bắt đầu từ Hải Phòng xuyên một phát lên Lào Cai, bắt đầu từ ga Hải à, từ địa phận Hải Phòng, cảng Hải Phòng nhé, chạy một nhát lên đến cuối cùng lên đến tận là Phố Lu rồi Bảo Hà rồi một loạt Cam Đường lên đến Lào Cai, ga đi thông qua cầu Hà Khẩu, Hồ Kiều, cầu Hồ Kiều và sang đến Hà Khẩu. Và đường sắt này hiện nay Trung Quốc nó cũng xếp vào đường sắt bảo tồn từ Hà Khẩu đi đến Côn Minh, là toàn bộ cái đoạn đó trong 810 km đó thì có 390 tại Việt Nam. Số còn lại bây giờ vẫn là đường sắt duy nhất là vẫn khổ 1 mét. Đấy là một trong những di sản mà khổng lồ để lại. Mình cũng đi trên đường sắt một tuyến đấy mà mới thấy được rằng toàn bằng tay, bằng chân, đục đẽo. Không biết là có nổ mìn không? Cũng hiểu chắc là phải có. Nhưng mà thực sự đi sang phía Trung Quốc là nó rơi vào khoảng tầm gần 700 cái cầu, hầm và cầu, rất khủng khiếp. Còn phía Việt Nam thì các bạn biết, đi từ Yên Bái lên Lào Cai thì biết khủng khiếp rồi. Tức là người ta chỉ có 9 năm, mà trong đó là có cả một cái trường đoạn mà chúng ta vừa nói, mà bạn thì vừa nói, đó chính là cái cầu Long Biên. Cầu Long Biên thì trong cả một cái lộ trình 9 năm đấy nó có cả cái cầu Long Biên. Thì sức người sức của cả Đông Dương chắc là lúc đấy cũng rất khủng khiếp đổ lên. Câu hỏi đặt ra là người xưa làm mà không có máy móc tay chân lắm đâu, mà làm tận 810 km có 9 năm mà chúng ta làm cái đường Cát Linh đến nay cũng hình như cả thập kỷ chưa chạy được. Đấy là một trong những kỳ tích của ông Bonnume, mà hình như là 1902 là ông đã về nước đúng không nhỉ, bác Bình nhỉ? Hết nhiệm kỳ 1902 năm, năm. Ừ. Đấy, 1897, 1902 là đã về nước. 1902 là về nước. Tức là số còn lại, còn 8 năm còn lại nhé, là ông lại có một cái hay, đó là sắp xếp được toàn bộ ngân sách để 8 năm còn lại công là không phải sử dụng tiền của mẫu quốc. Đấy, các bác tìm hiểu đoạn đấy rất là hay. Thứ hai là có một cái đường sắt mà ông đấy khảo sát để sau này làm ấy, chính là đường từ ga Mường Mán lên Đà Lạt. Bởi vì Bonnume là cưỡi ngựa đi khảo sát Đà Lạt đấy nha. Giặc xin là một phần thôi, nhưng chính là đi 3 tháng đi xuyên qua các vùng người thượng. Tôi cho rằng là hai quả kỳ tích Tam Đảo thì tôi nghĩ là nó gần Hà Nội mất rồi, cũng không có dễ rồi. Rồi cái khu mà gần nhà Bắc Bình ở trên Bắc Vì. Rất quý là tại sao hồi đấy sau năm sáu mấy mình phá hết cái khu Ba Vì đi nhỉ? Thế là dễ hiểu rồi. Không khác gì là. Nhưng mà một trong những cái mà khủng khiếp để lại đó chính là đoạn ga Mường Mán, mà các bác biết rồi, là đường sắt mà dây như ở San Francisco đấy, đường bánh răng đấy, đi lên đến Đà Lạt hiện nay còn một chút đoạn từ Trại Mát đấy, cũng khổ 1 mét. Đấy là hai cái mà sau này nước Pháp thì phát triển thêm một đoạn đường sắt thứ ba là từ ông Sài Gòn đi Mỹ Tho. Đúng rồi. Thì cái đường đấy sau đó chúng ta cũng gỡ bỏ mất, mà đến hiện nay di sản của Pháp để lại sau 100 năm, sau từ năm 1954 Pháp rút khỏi Việt 54. Nam, thì chúng ta về mặt đường sắt ấy, thì xuyên Bắc Nam ấy là chúng ta đã bị mất đi mất một đoạn Sài Gòn đi Mỹ Tho. Đúng rồi, mất đi mấy đoạn. Và thứ hai là chúng ta lại bóc đi mất một đoạn, rất quý là đoạn Mường Mán đi Đà Lạt. Đấy, các bác tưởng tượng đoạn Mường Mán đi Đà Lạt mà bây giờ nó còn thì thôi, nó phê, mà bây giờ sắp sửa thông mới thấy không thể tưởng tượng là tại sao mà 100 năm sau mà Bình Dĩ kém lên như thế. Thì tôi mới dùng anh là về thuế đấy, thì mình cũng có tìm hiểu. Thực ra xây dựng biểu thuế có khi xét về mặt chi tiết ấy, nó cũng chả kém gì của chúng ta hiện nay đâu. Trong bản án chế độ thực dân mà ngày xưa anh em mình chắc ngày xưa ông nào cũng được xem vào rồi, cái trong thuế đinh, thuế đạo, thuế điền các kiểu, thì tổng tóm lại giờ nó ông sẽ xem rồi những cái mà ông nói về thuế với Bonnume, bởi vì hắn là dân tài chính mà về thuế thì hoàn toàn hợp lý. Nếu như ngày đấy thì mình lại coi rằng là các ông bóc lột ở thuộc địa, nhưng mà ngày nay thì thấy rằng những không lấy tiền ở thuộc địa như vậy ấy, thì nó cũng chả để lại được di sản gì. Cầu Long Biên, rồi qua là cầu Đuống, rồi tiếp theo là cầu Việt Trì, rồi dài 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 các loại cầu khác và đường sắt. Đến giờ bây giờ thì báo cáo các bác là Hà Nội Long Biên, Gia Lâm, Yên Viên, Đông Anh vẫn cứ chạy đều mỗi tối từ đến Hà Nội Lào Cai vẫn chạy đều về. Chưa có gì, chúng ta chỉ có rất ít đường sắt một khổ 1m435. Chúng ta chưa lên được 1m435 thì chúng ta chưa thể nói được cái đoạn mà logistics đa phương tiện với vận tải nọ kia. Đấy là một trong những cái mà mình thấy rằng là
di sản của Bodume để lại là quá khủng khiếp. Xét về mặt ông có một cái tầm nhìn mà theo những ngành, một trong những cái ngành mình rất quan tâm là ngành logistics. Bởi vì ông không thời điểm đấy chưa thể thông được ngay bằng đường đường quốc lộ mở to như bây giờ, thì ta giải quyết bài toán đường sắt vận tải là gì? Từ Hải Phòng xuyên lên toàn bộ ngày xưa gọi là miền ngược, lên đến Yên Bái, lên đến Lào Cai, chở muối, chở bông, rồi chở các sản vật từ miền từ trên miền núi chạy ngược xuống, xong bắt đầu xuyên một cái sang đến tận Côn Minh, thủ phủ của tỉnh Vân Nam. Là điều thứ hai mà rất hay và mà cũng là rất đen và nhọ cho dân tộc ta trong cái việc mà sau chiến tranh thế giới thứ hai thì thành phố Trạm Giang bây giờ là thành phố lớn thứ hai, thành phố lớn thứ ba sau Quảng Châu và sau Thẩm Quyến. Thành phố Trạm Giang là một trong những, ông nào mà làm vận tải đường biển thì biết cảng Trạm Giang là một trong những bốn cảng cực kỳ lớn của Trung Quốc ấy. Thì ngày xưa nó là Quảng Châu Loan đấy. Cái Quảng Châu Loan đấy chính là một trong nhượng địa, tức là nhượng tô. Trong đó thì Anh làm 995 ở Hồng Kông, thì Macau 995 của Bồ Đào Nha, thì cái Quảng Châu Loan đấy cũng là 995 của Pháp. Nhưng mà Pháp thì nó lại hơi, chính quyền Pháp sau chiến tranh thế giới thứ hai thì đàm phán ngay với Tưởng là tôi trả lại các ông quả Quảng Châu Loan đấy, các ông đừng giải giáp quân Nhật ở Đông Dương nữa để tôi vào. Thế là đơn giản là mình cũng bị đen cái chỗ mà sau đó là quân Pháp thay quân Tưởng giải giáp ở tại vị tuyến 17 đổ ra. À không phải, vị tuyến bao nhiêu nhỉ? Đại khái là từ vị tuyến 17 đổ ra, Pháp giải giáp phía Bắc, Anh giải giáp phía Nam. Cho nên là trong cái phần xứ Đông Dương ấy là nó mất đi cái Quảng Châu Loan, là nằm ở cái đoạn, một cái giai đoạn rất là ngắn. Mất được khoảng đấy. Nếu mà còn mất đi Quảng Châu Loan như bây giờ anh em mà có quản trọng Châu Loan thì hay như thế nào? Nó là thành phố Trạm Giang bây giờ một trong thành phố rất khủng khiếp ấy của về cảng. Mời trong bạn Thanh Bình nhá. Mà... Thắng ơi, xong rồi chờ bạn Thanh Bình, mời bạn Thanh Bình. Rồi. Cái bạn Thanh Bình muốn phát biểu, mời bạn Thanh Bình nhá. Vâng ạ. Hay đây nhưng mà Thắng là đúng rồi, bây giờ bao nhiêu thứ mình thấy uổng nhưng mà ô đứa mẹ nó thông minh, nó giỏi quá, mình đọc xong mình không biết cái sao làm sao 5 năm nó làm này cũng khổ như thế được. Trời ơi. Tôi cũng xin chia sẻ bởi vì tôi cũng nghiên cứu về cái quá trình mà thiết lập của cái mạng lưới của cái nhà khí tượng ấy mà anh Thành Bình lúc nãy có đề nghị, thì ở trong cái lĩnh vực ông ấy đã nhìn thấy tầm nhìn là như thế này, muốn phát triển xây cầu cảng rồi vận tải trên biển này, rồi quy hoạch các trang trại để trồng trọt thì cần phải có số liệu khí hậu. Cho nên là ông ấy cũng chính là một người mà đã quy hoạch cái mạng lưới khí tượng. Và có thể nói rằng là cái mạng lưới khí tượng ngày nay là chỉ có như của ông ấy và Phọc Bớt đi thôi. Và ngày 25 tháng 4 năm 1900, lúc bây giờ ông bắt đầu ký quyết định. Ngày 25 tháng 4 năm 1900 là ông bắt đầu ký quyết định. Lúc bây giờ là cần lo cái cầu Long Biên đã hòm hòm rồi. Thì ông bắt đầu ký quyết định là thành lập nha khí tượng Đông Dương. Và lúc đầu ấy thì... bao giờ, bởi vì lục tỉnh Nam Kỳ ấy, thì ở trong đấy thì là thuộc Pháp từ sớm và người ta đã định đặt ở Vũng Tàu. Sau đó thì ông ấy lại mời một cái ông cha cố ở Thượng Hải, bởi vì có một cái đài Thiên Văn ở Thượng Hải, sang đấy để khảo sát, và cuối cùng ông chọn lại ở cái chỗ đó là đồi Thiên Văn Phủ Liễn. Và đến năm 1902, cũng là cái năm cuối nhiệm kỳ của ông ấy, thì đài Thiên Văn Phủ Liễn nó là một trong ba đài thiên văn hiện đại nhất của bờ Tây Thái Bình Dương, đấy là gồm có Marina của Tokyo và ở Đông Dương, đấy là ở Phủ Liễn. Và bây giờ thì cái đài Phủ Liễn đấy vẫn được coi là chốn tổ của ngành khí tượng thủy văn Việt Nam. Hay quá. Cái tầm chiến lược là như thế này ạ. Bởi vì ông ấy đã, bởi vì khi quá trình mà xây cầu Long Biên ấy thì nó phải quan trọng nhất đến cái mực nước thủy văn, nước sông lên xuống để tính về chế độ thủy văn, cho nên ông ấy đã trong đầu ông đã mời các nhà khoa học để thiết lập toàn bộ cái mạng lưới khí tượng thủy văn đặt ở những khúc sông nào và bắt đầu là có một cái lộ trình để đặt dần. Bởi vì trước thời ông ấy sang ấy thì chỉ có vài cái đo rất là đơn giản, chỉ đặt ở mấy cái tòa công sứ, là ví dụ như đặt ở tòa công sứ Nam Định, nó không phải theo một cái quy chuẩn nào cả, và để làm cái đó thì cực kỳ tốn kém, những cái máy móc hồi đó là tính bằng vàng, rất tốn kém. Và ông đã mua được thiết bị rất nhanh, phải nói là một cách kỳ diệu, bởi vì thực ra mua máy móc nó không đơn giản. Và cuối cùng là ông ấy đã phải có những cái tác động quay trở lại chính mẫu quốc, là để gây áp lực để làm sao mà để chuyển máy móc cho chúng tôi quá chậm trễ,
và cuối cùng là trang bị một cái đài thiên văn, gọi phải nói là một trong ba đài thiên văn, tức là thuộc vừa nó lại vừa khí tượng thủy văn và vừa quan trắc thiên văn, và cũng là đặt cái kính tinh vĩ để tính giờ cho Việt Nam. Ngày xưa ấy, giờ của Việt Nam mình tính theo cái múi giờ của Bắc Kinh, của Trung Quốc, mình cứ theo Trung Quốc hết. Và sau này khi mà đo kinh vĩ ấy, thì bắt đầu là mới đo kinh vĩ thì tại cái chỗ từ Hà Nội đến Phủ Liễn ấy, cái nó tính theo giờ của kinh tuyến 105 thì lúc bấy giờ mình là múi giờ thứ 7, không phải là múi giờ của Bắc Kinh. Móng cho rất nhiều những cái căn bản, và từ những cái thiết lập mạng lưới của cái thời ông Ptolemy thì có thể nói là ông ý có thể là những cái mạng lưới sau này và thiết lập những cái bộ số liệu ấy, người ta sẽ công bố nhiều vào những năm 26, nhưng bởi vì nó phải qua quá trình nó thiết lập được mạng lưới và nó quan trắc nó phải có đủ dài, cho nên là nó mới đưa được cái bộ, những cái bộ Atlas năm 2000 năm 1926 để đưa vào khí, tức là để đưa vào những cái thông tin khí hậu Đông Dương. Đấy là những cái bộ Atlas đầu tiên, thì phải nói rằng cái đặt cái nền móng đầu tiên ấy, thì trong giai đoạn ông ấy là rất là quan trọng. Nhưng mà cầu xây năm 1897 thì trước, tức là phải hình thành khí tượng thủy văn trước lúc đấy chứ nhỉ bạn nhỉ? Trước đó đã có rồi nhưng nó không quy củ. Thế cho nên là khi ông ấy làm cái đấy thì cái số liệu nó rất là không ổn định, và ông ấy nghĩ rằng là nếu để phát triển lâu dài thì phải có quan trắc khí tượng thủy văn và quan trắc khí hậu. Tức là rất là khác biệt. Gọi là quan chức nhưng mà họ lại quan tâm đến những cái vấn đề mà lại khí tượng thủy văn, hay cái cứ tưởng như là rất xa vời. Mình nghĩ bây giờ rất nhiều ông không thể hiểu được là những người như vậy làm sao mà lại có thể có những cái kiến thức đa dạng phong phú, chắc là thông qua hội tam điểm, thông qua cái khoa học, thông qua những cái khóa học mà ông ấy học ở bên đấy, chứ như chúng ta bây giờ nhiều ông chắc là cũng chả biết được khí tượng thủy văn thì có ý nghĩa gì. Mời bạn Nam Nam, xin lỗi chị Thanh Bình đang làm ở đâu mà chị biết những cái vấn đề về khí tượng thủy văn? Tôi đang làm ở Tổng cục Khí tượng Thủy văn. Cho nên là có quá trình đi tìm cả một cái chặng đường để quá trình hình thành và phát triển khí tượng thủy văn. Nhưng mà lại còn có cái hay nữa như thế này này, khi Pháp thiết lập các trạm ở đâu ấy thì đăng ký tọa độ, kinh độ, vĩ độ và đăng ký với tổ chức khí tượng quốc tế. Thế cho nên là cái trạm Hoàng Sa ấy thì là Pháp đã từng đăng ký cái vị trí, tất nhiên là sau thời ông Ptolemy rồi, là Pháp đã từng đăng ký là trạm phát báo quốc tế của Việt Nam. Hay quá nhỉ. Cảm ơn anh xin Bình. Mời bạn Nam Nam nhỉ. Xin mời bạn Nam Nam. Cảm ơn các anh chị, anh Bình với cả mấy bạn đã cho được rất là nhiều thông tin. Em cũng chỉ xin một bổ sung ý kiến, thì em đồng ý với anh Bình là ông Ptolemy ông ấy quyết được nhiều thứ rất là có giá trị trong lịch sử Việt Nam. Nhưng mà em nghĩ là ông ý là người làm chính trị nên ông rằng là người ra quyết định thôi. Còn những cái như mọi người nói cầu đường hay khí tượng ấy thì đều là có các nhà khoa học đi đằng sau ông ý. Và có một cái hội đồng như mình gọi là hội đồng cố vấn ấy, chứ không phải là một mình ông nghĩ được hết những cái đấy đâu ạ. Thì cái đấy là em cũng phải cập nhật. Và có một cái đóng góp thứ hai, em cũng vừa hôm trước nghe anh Bình nói về hiến pháp Mỹ. Thực ra hiến pháp đầu tiên của Việt Nam ấy là thừa hưởng rất nhiều của cái hiến pháp của cái sắc lệnh của chính quyền thực dân Pháp, trừ cái yếu tố nhân quyền ra ấy, thì mình kế thừa rất tốt. Rất tiếc là cái bản hiến pháp đấy là theo rất nhiều người là bây giờ là đã không bỏ đi và thay bằng theo Nga, nhưng mà thực sự dần dần bây giờ mình lại đang muốn quay về những cái hiến pháp 1946. Đấy cũng là một cái đóng góp, nhưng mà cũng không phải là công của ông đâu, mà là có cả một ekip cố vấn và hỗ trợ ông ấy làm những việc từ khí tượng, chẳng hạn như là chia thành các vùng miền, như chị Bình vừa nói là những cái khí tượng ấy, thì Việt Nam là quy thành những cái khu vực đấy là nó có điều kiện khí tượng giống nhau, nhưng mình bây giờ địa lý hành chính của mình đang là 8 vùng, còn địa lý về khí tượng về ấy thì nó là 7 vùng khí hậu. Mà 7 vùng khí hậu đấy là cực kỳ thuận lợi cho các quy hoạch về chiến lược, về ngành, về phát triển kinh tế. Mà mình bây giờ nó đang bị mâu thuẫn. Thứ nhất là mình đang rất nhiều tỉnh thành mà nó lại không có cái tính gọi là sản xuất lớn. Và thứ hai là nhiều khi một tỉnh nó có hai loại khí hậu mà ông còn sản xuất như kiểu cả một Nghệ An mà nuôi bò chưa chắc đã tốt, có thể một nửa nuôi bò, một nửa trồng cây. Nhưng mà bây giờ lại cứ gọi là một tỉnh chỉ có một chiến lược mũi nhọn một thì nó lại cũng không phù hợp. Thì đấy là những cái mà em thấy về quy hoạch, về địa lý hành chính là nó cũng có cái giá trị. Rất hay, cảm ơn Nam. Đúng rồi, mình cũng thiếu nghiên cứu thêm về các cái hội đồng cố vấn, và như chị Bình này nói, tức là các cái toàn quyền bao giờ có hội đồng. Cái quan trọng nó khó là mấy điểm này. Cái việc thứ nhất là họ khai thác, không phải khai thác, họ thành lập các hội đồng tư vấn đây như thế nào. Thứ hai nữa, chắc là thôi, tôi đoán là chắc là
nó giống như ở Việt Nam các mọi nơi ấy, là các hội đồng tư vấn đều có, nhưng toàn quyền hoặc những người có quyền lãnh đạo ấy có dùng, có áp dụng hay không, chứ còn tổ tư vấn, bởi vì Paul Newman sang Việt Nam chắc là ông ta cũng không thể mang theo cái đội ngũ chuyên gia cố vấn mà có ở Hà Nội sẵn rồi, hoặc là có ở bên Pháp, và ở toàn quyền nào thì cũng có đội ngũ chuyên gia cố vấn. Cái vấn đề của nhà lãnh đạo là có nghe không nghe. Đấy, giống như chúng ta phải nói bây giờ là lãnh đạo ở Hà Nội chẳng hạn, đấy, vấn đề về vaccine ấy, không có thì mình lập. Đấy, mình phải tính từ trước, anh lập cái này, lập cái này, lập cái này. Có mỗi vấn đề là có nghe không nghe thôi. Chứ còn các chuyên gia thì chắc là có các chuyên gia giỏi. Đấy. Thì còn mời chị Bình nhờ, chị Bình lại mất biểu, lại mời lại chị Bình. Mời chị Bình nhờ. Ngọc ơi, bấm nút Bình ấy nhỉ. Ngọc ơi. Dạ vâng. Ngọc ơi. Vâng vâng, đây ạ, đây ạ. Không, rất hay. Đúng là nhiều câu chuyện này chúng ta có lẽ nghe được có nhiều chuyện hay hơn nữa, đúng không? Nếu còn nhiều, rất nhiều chuyện nữa chúng ta còn bàn sâu vào. Thực sự là tôi cũng nói thêm một chút. Tức là khi mà Pháp đã tiến hành được cái quy hoạch, được cái mạng lưới là chỗ nào sẽ đặt trạm khí tượng, thì phải nói rằng tôi cũng không hình dung được tại sao mà có thể nói là người Pháp đã hiểu về cái địa lý Việt Nam, đã có một cái quá trình rất nhanh chóng nghiên cứu những cái khoa học cơ bản, hiểu về địa lý Việt Nam để đặt ở những cái trạm mà rất là điển hình cho mỗi một vùng. Và có một câu chuyện là khi mà thành lập cái trạm khí tượng ở Hoàng Sa, tất nhiên là sau thời ông Paul Newman rồi, vào khoảng năm 1926 cho đến năm 1932 đấy, là thành lập cái trạm khí tượng ở Hoàng Sa, thì có một cái như thế này đã đưa ra những cái quy chuẩn. Nếu như chúng ta tra lại những cái kho dữ liệu của Pháp ấy, thì những cái trạm khí tượng từ hàng rào sơn trắng với thiết kế các cái lều ấy, thì Pháp đến bây giờ nó vẫn giống hệt nhau, không có khác gì cả. Những cái bức ảnh từ những cái thời từ cái thời năm 1902 ấy, những cái bức ảnh ở cái vườn quan trắc khí tượng ấy, thì đến bây giờ nó vẫn giống hệt nhau. Cho nên là cũng không có gì ngạc nhiên cả. Khi mà tả trong cái bài Lặng lẽ Sapa những năm 60 của nhà văn Thành Long ấy, tả về cái Nhật Quang Ký thì bây giờ vẫn dùng như thế. Tức là như vậy, cái thiết bị của thời đấy nó phải là cực kỳ hiện đại. Nó phải cực kỳ hiện đại và nó phải rất tối ưu, thì đến bây giờ người ta vẫn dùng như thế và vẫn sử dụng tất cả một cái kết cấu, một cái tạm với những quy chuẩn như thế, từ rào, từ lều, đến bây giờ so lại những bức ảnh về Pháp và những cái mạng lưới hơn 100 trạm khí tượng ở Việt Nam bây giờ nó vẫn giống y nhau. Đấy là từ cách bố trí ở đâu, đặt ở những chỗ nào lều khí tượng, tại sao lều khí tượng quay về hướng Bắc, rồi phải tính chi tiết đến mức độ tại sao lại lều lại quay hướng Bắc, vì mình ở Bắc bán cầu, chỉ có hướng Bắc thì là ánh mặt trời, trời nó khi mở cái lều ra nó không chiếu thẳng vào cái nhiệt kế để nó làm cho cái nhiệt kế nó sai số đi. Tức là làm một cách quy củ và chi tiết đến mức độ mà 100 năm sau cũng không thay được, không có cái tối ưu hơn để thay đổi. Đấy, điển hình nhất là nếu như chúng ta nhìn những cái trạm khí tượng mà được thiết lập từ đầu thế kỷ 20 cho tới bây giờ thì hơn 100 năm rồi nó vẫn giống hệt. Và còn tỉ mỉ đến mức độ như này này, quy chuẩn tất cả những cái sổ ghi chép quy định ra là một ngày sẽ phải ghi chép mấy lần. Thế cho nên là mới có một câu chuyện là cái quần đảo Hoàng Sa của mình ấy, bây giờ mình cứ đưa ra cái bản đồ thời Minh Mạng, nhưng mà cái bản đồ thời Minh Mạng thì thực ra mình có phải đã theo đúng tỷ lệ đâu, mình co hai quần đảo vào sát. Thế nhưng mà có một cái rất chi tiết, đấy là gì, cái thông tin đo ở các cái trạm đo của khí tượng ở Việt Nam lại được chia sẻ để phục vụ nghiên cứu khí hậu ở châu Á. Thế cho nên là khi chia sẻ thì nó có kinh độ, vĩ độ và đăng ký tọa độ, cho nên là cái trạm bây giờ, cái chỗ Hoàng Sa mà Trung Quốc chiếm ở Việt Nam ấy, của Việt Nam, thì cái trạm đấy đã từng là điểm đăng ký với quốc tế, là chia sẻ dữ liệu khí tượng thủy văn, dữ liệu khí tượng khí hậu ở Hoàng Sa cho quốc tế, cho nên ở tổ chức khí tượng thế giới nó vẫn ghi nhận cái tọa độ đấy và cấp mã số của Việt Nam. Và nó lại còn lưu trữ đến mức độ như thế này ạ, tất cả những cái ghi hàng ngày, một ngày phải 4 lần đo quan sát nhiệt độ như thế nào, bầu trời mây bao nhiêu, mưa từ mấy giờ đến mấy giờ, ghi chép tỉ mỉ, và sau này chính Pháp đã bàn giao lại cho Việt Nam. Pháp đã bàn giao lại Việt Nam, và đây bây giờ nó chính là nằm trong cái bộ dữ liệu mà để bây giờ mình đã đòi chủ quyền Hoàng Sa. Đây là một trong những cái rất là quan trọng, bởi vì ghi rõ ngày tháng, mà thậm chí là thì có những ông mà đưa vợ ra làm xong rồi cả vợ sinh con ở ngoài đấy, còn cả giấy khai sinh ở trạm khí tượng của Hoàng Sa. Cảm ơn chị Bình. Tôi cũng xin nói nốt cái câu này nếu không có bạn phát biểu thêm.
À, các bạn tôi vừa mới copy paste ở trên phần chat ấy. À, tôi xin nói về ông Paul Bear. Ông Paul Bear được coi là toàn quyền số 0, bởi vì trước ông ta, sau ông ta bắt đầu mới có ở Việt Nam. Tôi đọc qua để các bạn đi hình dung là tài năng của một chính trị gia là một toàn quyền mà như thế nào. Paul Bear có ý định trở thành một kỹ sư, nhưng sau đó chuyển sang nghiên cứu về luật, rồi cuối cùng thì lại nghiên cứu về sinh lý học và trở thành một bác sĩ y khoa, và rồi trở thành một tiến sĩ y khoa, xong rồi làm giáo sư môn sinh lý ở Bordeaux và ở Sorbonne. Các bạn hình dung. Sau đó ông ta lại trở thành bộ trưởng Bộ Giáo dục Pháp từ năm 1881 đến năm 1883. Đến năm 1886, ông được bổ nhiệm làm thống sứ ở An Nam và ở Bắc Kỳ, tức là được coi là toàn quyền số 1. Rồi số 0 đi, tôi để các bạn. Để các bạn hình dung là khi tôi đọc thử cái việc này, tôi chưa nghiên cứu về Paul Bear nhiều đâu, nhưng mình không thể hiểu được là tại sao mà các bạn nghe này. Sự nghiệp ông ta làm khoa học xuất sắc hơn nhiều so với làm chính trị và quản lý. Công trình nổi tiếng của ông là công bố những nghiên cứu về ảnh hưởng về sinh lý của áp suất không khí, không biết từ có chuẩn không, cả trên lẫn dưới mức bình thường, mà nhờ đó ông được Viện Hàn Lâm Khoa học Pháp trao tặng một giải thưởng trị giá 20.000 franc năm 1875. Và thuật ngữ Paul Bear được giới khoa học đặt ra và sử dụng để mô tả trạng thái mất tỉnh táo do nitơ trong điều kiện cao áp. Tôi không biết được là câu chuyện như nào để mới thấy rằng là những chính trị gia Pháp mà tại sao họ lại có kiến thức khoa học nó xuất sắc được như thế. Thì mới thấy rằng là chắc là Paul Bear và kể cả những nhà khoa học khác cũng bị chịu ảnh hưởng, giống như kiểu là Yết Xanh sang Việt Nam hay như thế nào. Đấy là cái thứ mà quả thực chúng ta khó mà có thể hình dung được. Bởi vì những gì họ được học rất là vô cùng hữu ích, mà được coi là một cái trung tâm Paris vào thế kỷ thứ 19 thì đều là một trung tâm khai sáng. Và những nhân vật như vậy thì họ sáng chói như nào? Họ sáng chói cả về khoa học, họ sáng chói cả về vấn đề về điều hành và quản lý. Thì quả thực cái điều này nó nằm ngoài sức tưởng tượng. Kể thêm với các bạn để mà các bạn so sánh cái này, các bạn thử tưởng tượng xem có một người nào đó như chúng ta nhé, ở đây chắc là có nhiều bạn làm doanh nhân đi, tôi hình dung là doanh nhân, làm thế nào trong vòng một tháng các bạn tuyển dụng được 500 hay 5.000 nhân sự mà bắt đầu từ con số 0? Nó quá khó với chúng ta. Vậy mà ở bên Mỹ có ông Alexander Hamilton, ông ấy làm được cái việc, tức là như chúng ta chỉ tuyển được 5 người, 10 người, 20 người bộ máy. Tất nhiên nếu mà bộ máy lớn là một tập đoàn đang có rồi ấy, tức là mình chỉ bổ sung thêm 10%, đang là tập đoàn 10.000 người thì mình bổ sung thì không sao. Nhưng từ một con số 0 mà họ biến lên thành 500 người, 1.000 người thì quả thực là năng lực execution thực thi là vô cùng kinh khủng. Thì rất là cảm ơn chị Bình với bạn Thắng với các bạn Nam. Tôi thấy rằng là chủ đề về Paul Bear và xa hơn là câu chuyện về văn minh của loài người nói chung, hay là cụ thể là người Pháp làm gì ở Việt Nam, hay những gì mà người trí thức ở Việt Nam có thể phát triển, là những chủ đề mà còn có nhiều cái câu chuyện để mà nói hơn nữa. Cho nên là rất cảm ơn chị Bình cũng là có thêm thông tin về chị với các bạn ở đây để chuẩn bị cho những cái buổi tới. Chắc là cũng hơi muộn, tôi cũng xin dừng ở đây nhỉ các bạn nhỉ. Thì xin cảm ơn mọi người. Những câu hỏi chúng ta có thể trao đổi thêm ở trên mạng nhỉ, không biết được không. Thì cảm ơn mọi người. Ngọc ơi, em phát biểu mấy cái là mình có thể dừng ở đây, cũng không hơi khuya. Cảm ơn mọi người hôm nay đã dành thời gian để tham gia cái buổi chương trình của Omega. Thì trong cuộc chat này em cũng có gửi cho mọi người một cái link về một buổi nói chuyện khác cũng về Paul Bear của Omega kết hợp với cả Viện Pháp Lespark ạ. Thì mọi người có thể kéo lại ở trong cuộc chat để có thể nhận thêm thông tin và nghe thêm về cái chủ đề này nhé. Ngoài ra thì nếu mà có những cái vấn đề gì có thể là gợi ý cho cái buổi tiếp theo hoặc là những cái chủ đề tiếp theo, thì mọi người có thể gửi về page cho Omega Plus hoặc là gửi trực tiếp cho email mà mọi người nhận được cái đường link về chương trình sự kiện này á. Cảm ơn mọi người, chúc một buổi tối ngủ ngon. Bây giờ tôi mới ngồi xem nó bóng như thế nào. Em phát biểu, mời bạn, có bạn gì để giơ tay phát biểu này, bạn Huỳnh Trần Huy à, hay Trần Huy Huỳnh gì đây này. Mời em các bạn Trần. Đợi em một lát để em mở nó cho bạn nha. Huỳnh Trần Huy rồi. Mời em. Alo. Nghe được rồi em. Trước tiên thì em cũng xin cảm ơn anh vì cái chủ đề chia sẻ ngày hôm nay. Thì qua cái góc nhìn quan về toàn diện Paul Bear, khi mà em lại thấy có một cái thực trạng như thế này, tức là ngày nay khi mà học lịch sử ấy, nhưng mà rất là ít các cái bạn, hình như em nhớ không lầm, là khi mà
học lịch sử mà về thời kỳ mà khai thác cuộc chiến của Pháp là thứ nhất ấy, thì hình như là năm lớp 8 rồi lên tới trung học phổ thông hình như là lớp 11 cũng có nhắc lại. Nhưng mà hầu như là cách giáo khoa lịch sử của mình nha, chủ yếu là đánh giá toàn diện Bôn Du Me với cái góc nhìn là ông là một kẻ thực dân và là một kẻ bất lục. Thì khi mà em cũng có đọc qua một số những cái bài mà về đánh giá về toàn quyền Bôn Du Me ở trên mạng chẳng hạn, hoặc là những cái người mà người ta review lại những cái cuốn sách mà viết về ông ấy, thì người ta cũng có một số những cái đánh giá khác nhau. Nhưng mà em có thể thấy là cái trường hợp của ông ấy, thì nó cũng khá là giống với là trường hợp đánh giá về vua Gia Long của Triều Nguyễn, tức là không biết là có nên vinh danh họ không, hay là chúng ta sẽ xét của họ giống như là một kẻ tội đồ. Nhưng mà một cái trăn trở cũng khá là lo, cũng khá là, nói chung là cũng khá là cấp thiết khi mà bây giờ người ta cứ học lịch sử theo cách giáo khoa và cứ nhìn đa số là, hay nói chung đa số hơn, tức là các cái bạn trẻ mà học bây giờ đó, thì chủ yếu là họ toàn là nhìn Bôn Du Me với góc nhìn là một kẻ thực dân. Thì chúng ta cũng không thể để cho họ có một cái nhìn mà chỉ một chiều và phiến diện như thế. Nhưng mà họ cũng bị ảnh hưởng bởi cái cách giáo khoa nó quá nhiều đi. Rồi ngoài ra thì em cũng bổ sung thêm một số cái phần của các anh chị trước đã chia sẻ, thì ngoài cái những cái công trình mà của Bôn Du Me đã gọi là kiến thiết nên cho Hà Nội cũng như xứ Đông Dương, thì em còn biết thêm đó là về cái phủ chủ tịch của mình, mà cũng không hiểu là họ đã có tầm nhìn như thế nào mà họ xây dựng một cái phủ chủ tịch mà hồi xưa đó là cái phủ toàn miền Đông Dương ấy, thì nó còn tồn tại tới tận bây giờ. Tức là em nhớ không lầm là nó khởi công vào năm 1901, tức là cái thời còn ông Bôn Du Me ở đó, và sau 5 năm thì nó đã xây dựng xong. Và hầu như là khi mà chúng ta nhìn những cái buổi mà đón tiếp của những cái quan chức nhà nước nước ngoài khi mà họ đến thăm Việt Nam, thì dường như là cái kiến trúc nó còn nguyên vẹn luôn, nó không hề gọi là xuất hiện một số cái biểu hiện gì mà suy thoái về cái kiến trúc, hay là một cái gì đó gọi là phá hỏng hoặc là ảnh hưởng đến cái kiến trúc chung của toàn cái phủ chủ tịch đó. Đó là một cái ấn tượng về, em ấn tượng về người Pháp trong cái kiến trúc. Và cái thứ hai đó là về cái xe điện ở Hà Nội, thì em nhớ không lầm đó là cái tuyến xe điện đầu tiên ở Hà Nội đó là được chạy vào năm 1900, tức là cũng cái ngay cái thời của Bôn Du Me luôn. Thì xe điện ở Hà Nội nhìn chung nó nhìn như nó giống như là một cái biểu tượng về văn hóa, về giao thông công cộng ở Hà Nội rồi. Nhưng mà rất là tiếc đó là khi mà vào những hình như là năm 1990, dường như là chính quyền Hà Nội, hay là không biết đó là có phải là nhà nước của mình hay không, mà dường như là không còn gọi là sử dụng cái xe điện nữa, và dần dần là cái xe điện ở Hà Nội biến mất hoàn toàn, cho tới khi những năm gần đây khi mà họ bắt đầu họ nhận ra được về cái giá trị cũng như là về những cái mà biểu tượng của cái xe điện, những cái độc đáo của xe điện, thì họ cũng muốn hồi phục lại. Nhưng mà thực sự khi mà đánh giá tình hình như thế này thì cũng rất là khó để mà có thể hồi phục lại được những cái tuyến xe điện mà cũng có thể xem nó như là một cái thành tựu của Hà Nội về mặt giao thông công cộng dưới thời của Bôn Du Me. Có một số những chia sẻ thêm như thế. Em cảm ơn mọi người. Cảm ơn em nhé. Cảm ơn mọi người. Thế thì mình dừng ở đây nhờ. Cũng hơi khuya và tôi cũng phải nghỉ. Thế thì chúng ta sẽ ghi âm lại và ngày mai sẽ gửi lại cho mọi người, thì mọi người chắc là sẽ tìm lại cái bản ghi âm và cũng muốn có các ý kiến của các bạn thêm, xem là những cái chủ đề sắp tới là gì. Chúc mọi người ngủ ngon. Sorry, bổ sung em trai vừa nói một tí là em ấy tuyến tàu điện mà của Hà Nội là tuyến tàu điện thứ hai nhá, sau Sài Gòn nhá. Sài Gòn có trước nhá, tuyến tàu điện thứ hai ở Việt Nam, nhưng không phải là only ở Việt Nam đâu nhá. Kiểm tra lại. Ok, cảm ơn mọi người nhé. Hẹn gặp lại. Biết rồi. Cảm ơn mọi người. Chúc mọi người ngủ ngon. Wow.